cung cấp những nội dung với chủ đề sơ phổi vô căn, chẩn đoán và điều trị sớm. Đến dự và điều khiển hội nghị hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam. Có Giáo sư Tiến sĩ Đồng Khắc Hưng, Nguyên Giám đốc Học viện Quân y. Có các báo cáo viên là Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Bích Ngọc, trưởng khoa hô hấp, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Khôi, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh. Và sau đây để hội nghị khoa học tiến hành được một cách thuận lợi, tôi xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung nên khai mạc và điều hành hội nghị. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa Giáo sư Tiến sĩ Đồng Khắc Hưng, Nguyên Phó Giám đốc của Học viện Quân y và bây giờ là Chủ tịch của Hội đồng Bệnh phổi kẽ của Bệnh viện Phổi Trung ương. Kính thưa các thầy, tôi được biết là có Phó sư Trần Văn Ngọc trong Thành phố Hồ Chí Minh, rồi các thầy, các cô, các bạn đồng nghiệp đến từ các đầu cầu tham dự cái hội thảo ngày hôm nay. Có lẽ rằng chúng ta vừa mới đối diện và đang trong một cái mùa dịch, có thể nói là đây là một cái đợt dịch lần thứ tư của quốc gia Việt Nam. Cho nên là chúng ta ngồi dự nhưng mà với một cái sự giãn cách, đồng thời có đeo khẩu trang theo đúng quy định. Chúng ta thực hiện là 5K một cách triệt để. Nhất là chúng ta đang làm trong công tác y tế. Nên là chúng tôi nhiệt liệt chào mừng các bạn đã kết nối với hội trường để chúng ta cùng chia sẻ một chủ đề hết sức quan trọng, đó là sơ phổi vô căn. Làm thế nào để chẩn đoán được và điều trị sớm? Tôi nói rằng là chuyên ngành của chúng ta, chuyên ngành phổi thì có 6 cái cửa sổ. Cửa sổ mà ta hay nói đến đầu tiên đấy, lịch sử lâu đời ấy, đấy là cửa sổ lao. Cửa sổ thứ hai chúng ta đang phải đối mặt rất là quan trọng, đấy là ung thư phổi. Cửa sổ thứ ba mà chúng ta thường xuyên nói đến, tuần nào cũng nói, tháng nào cũng nói, đấy chính là bệnh phổi mãn tính, tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản. Chúng ta rất nhiều những hội thảo. Một cái chủ đề cực kỳ quan trọng, một cái hội phổi, hội cái cửa sổ, đó là bệnh phổi nhiễm trùng. Thì chúng ta thường xuyên cũng nói đến và đối diện với lại kháng kháng sinh. Một cửa sổ mà hôm nay chúng ta đang làm đây chính là bệnh phổi kẽ. Mà một trong những cái bệnh phổi kẽ đấy là sơ phổi vô căn. Lần lượt chúng ta sẽ tiếp cận càng ngày càng sâu hơn và càng ngày càng rộng hơn. Tất nhiên còn một cửa sổ nữa để bao trùm toàn bộ 100% chuyên ngành, đấy là những cái bệnh phổi khác. Thì có thể nói hôm nay chúng ta tổ chức một cái hội thảo tuy rằng trực tuyến nhưng mà có thể nói rằng với 224 đầu cầu kết nối với hội trường thì đã cho thấy cái sự quan tâm của các đồng nghiệp hết sức là tốt. Tôi xin được chân thành cảm ơn Giáo sư Đồng Khắc Hưng, người cũng đồng hành với Bệnh viện Phổi Trung ương, cũng là một lịch sử làm nghiên cứu sinh tại Bệnh viện Phổi Trung ương mấy chục năm nay rồi. Và bây giờ thì có nhiều thời gian hơn để có thể đồng hành với Bệnh viện Phổi Trung ương tiếp tục làm chủ tịch của Hội đồng Chẩn đoán Bệnh phổi kẽ. Và tới đây, Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ triển khai ở mức độ cao hơn là chương trình bệnh phổi kẽ, tiếng Anh gọi LID, Lung Interstitial Disease, hoặc là program. Thì cái đó là chúng tôi sẽ có phối hợp với trường đại học UCSF, với các giáo sư Jonathan ở bên kia là giám đốc của chương trình bệnh phổi kẽ của UCSF. Chúng tôi cũng mới liên hệ và cũng sẽ có một cái hợp tác để có thể thường xuyên cập nhật ở bên đó một cái chương trình bởi phải cá rất là đồ sộ. Cái chương trình thì làm gì? Chương trình đấy là vừa để thầy thuốc cũng sẽ có một cái kiến thức sâu rộng, những cái công cụ để chúng ta có thể thực hiện được. Một người thầy thuốc mà đứng trước bệnh nhân không làm gì được cũng là một sự đau khổ, cũng là một stress. Chúng ta có thêm công cụ, thêm kiến thức, thêm kỹ năng, kinh nghiệm thì chúng ta sẽ tốt hơn. Còn đương nhiên quyền lợi đối với những người bệnh thì sẽ rất là tốt. Tức là bị bệnh vẫn còn có cách khác, chứ không phải rằng là hết cách. Đồng hành với chúng ta thì hôm nay có công ty Boehringer Ingelheim
một cái đối tác thành viên cũng rất là lâu đời của Hội Phổi Việt Nam. Thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái sản phẩm của công ty để có thể hỗ trợ chúng ta. Đương nhiên chữa bệnh phổi cã là những cái thuốc rất là đắt tiền. Làm thế nào để tiếp cận trong thời gian tới? Thì trước hết chúng ta phải hiểu về nó. Chúng ta biết cách chẩn đoán và cái cách chuẩn điều trị bây giờ là cái gì. Sau đó chúng ta sẽ tìm cách để tiếp cận một cách tốt hơn. Thì xin được chân thành cảm ơn các báo cáo viên. Hôm nay có giáo sư Đồng Khắc Hưng, tiến sĩ Nguyễn Bích Ngọc và bác sĩ Trường Mai, bác sĩ Khôi. Bác sĩ Khôi hôm nay đây có đến đây chưa nhỉ? Chưa thấy đâu. À đây là Vân Giới Khoa vẫn chưa lên à? À Trường Khoa đang đây thì bác sĩ Khôi đang ở nhà. Vâng. Thế thì mời bác sĩ Khôi lên đây. Thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng bài đầu tiên. Thì trân trọng giới thiệu và kính mời giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đồng Khắc Hưng sẽ mở đầu bài sơ phổi vô căn, sàng lọc, chẩn đoán cũng như là triển vọng điều trị. Xin mời giáo sư. Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, chủ nhiệm chương trình chống lao quốc gia. Kính thưa các thầy, các cô, các bạn bè, anh em đồng nghiệp ở tất cả các điểm cầu. Kính thưa đại diện của hãng Boehringer. Hôm nay tôi rất là vinh dự được báo cáo cái đề tài sơ phổi vô căn, sàng lọc chẩn đoán và triển vọng điều trị. Chúng ta đều biết là bệnh phổi kẽ nói chung và sơ phổi vô căn trước đây thì chưa có nhiều ở Việt Nam, và có thể nói trong một thời gian rất dài thì căn bệnh này hầu như không được chẩn đoán và điều trị ở các tuyến, các bệnh viện ở Việt Nam chúng ta. Nhưng trong những năm gần đây, với sự phát triển rất là mạnh mẽ của chuyên ngành lao bệnh phổi chúng ta, với sự ra đời của rất nhiều các cái kỹ thuật mới, đặc biệt là chụp cắt lớp vi tính, thì chúng ta cũng như là sự phát triển rất là mạnh mẽ về mặt kinh tế và các cái ô nhiễm môi trường, thì chúng ta thấy là bắt đầu chúng ta hiện nay đã có quản lý được một số lượng khá lớn bệnh nhân này, và xu hướng nó đang tăng lên. Thế chúng tôi xin phép bắt đầu. Chúng ta biết là sơ phổi vô căn thì thuộc về phân loại là các bệnh phổi kẽ. Chúng ta biết là toàn bộ cái nhóm sơ phổi vô căn ấy, bệnh phổi kẽ thì nó có hai cái biểu hiện chính. Xin lỗi, đây là nó mất một cái này. Một là biểu hiện viêm, tức là cái vạch màu cái ô màu da cam và có chữ viêm đây. Và cái ô phía trên này thì là cái ô sơ hóa, thì cái đáp ứng viêm thì cái phản ứng viêm này đáp ứng với các điều trị ức chế hoặc là điều hòa miễn dịch. Còn cái sơ hóa thì nó đáp ứng với các cái liệu pháp chống sơ. Thế thì cái khu vực sơ hóa nó thuộc về cái biểu hiện sơ hóa thì nó rất là mạnh mẽ ở cái nhóm viêm phổi kẽ vô căn, bệnh phổi kẽ vô căn, trong đó có sơ phổi vô căn và một nhiều các cái thể khác thuộc cái nhóm viêm phổi kẽ vô căn này. Đấy. Viêm phổi sơ phổi kẽ vô căn thì có rất nhiều định nghĩa, nhưng mà chúng tôi lấy một cái định nghĩa gần đây nhất ở trong một cái bài báo mới đăng gần đây. Thì sơ phổi vô căn là một cái bệnh mạng tính được đặc trưng bởi tình trạng khó thở ngày càng trầm trọng và mất dần chức năng phổi do tổn thương viêm và sơ hóa nhu mô phổi, trong đó cái sơ hóa này rất là nổi bật. Và căn bệnh này thì nó là một trong những cái căn bệnh mà ảnh hưởng ghê gớm đến cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, và đặc biệt là cái thời gian sống thêm trung bình từ khi được chẩn đoán của căn bệnh này có thể nói là rất ngắn. Đấy, rất ngắn. Các triệu chứng thường gặp nhất của sơ phổi vô căn về mặt lâm sàng ấy thì là có hai triệu chứng chính thôi. Đấy là khó thở khi gắng sức và ho khan. Do đó và bệnh thì thường là hay bị chẩn đoán nhầm với một số các cái bệnh lý khác, đặc biệt giống như là COPD. Thí dụ như là suy tim ứ huyết, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc là hen phế quản.
Về mặt thực thể khám phổi đấy, thì cái ran Velcro hay là còn gọi là tiếng bốc của cái miếng dán hoặc là băng dính ấy, thì gặp khá nhiều ở bệnh nhân. Và đây là một cái triệu chứng cũng rất là quan trọng, giúp cho cái chúng ta có thể nghe một cái tiếng ran này. Đó. À, không biết là chúng ta có nghe tiếng ran không ạ? Không rõ cả. À, xin lỗi mà thế thì. Thế và cái một cái triệu chứng nữa đấy, là cái ngón tay dùi trống ấy, thì có thể gặp đến tỷ lệ đến 50% bệnh nhân. Và ngoài ra có một số triệu chứng ngoài phổi. Các yếu tố nguy cơ của sơ phổi vô căn. Thực ra chúng ta đã gọi từ vô căn đấy, idiopathic ấy, thì cái nguyên nhân của nó là chưa được rõ lắm. Vâng, nhưng mà căn bệnh này có rất nhiều các cái nguy cơ. Thí dụ như là tuổi là một trong những cái yếu tố nguy cơ rất là quan trọng. Trong đây chúng ta sẽ nói sâu hơn. Bệnh thường gặp nhiều hơn ở nam giới, đặc biệt ở những cái người hút thuốc. Và cái tỷ lệ hút thuốc ở trong cái viêm phổi, sơ phổi vô căn này tương đối cao. Do một số loại virus, đấy rồi là do bệnh trào ngược. Ngoài ra thì cũng có liên quan đến cái yếu tố di truyền. Các yếu tố của môi trường cũng liên quan rất nhiều, như đã được liệt kê ở trên cái slide của chúng ta. Về tỷ lệ mắc thì cái bệnh sơ phổi vô căn này nó tăng dần lên theo tuổi và giới tính. Đấy. Thế thì là tuổi càng cao thì cái tỷ lệ mắc cái căn bệnh này càng nhiều. Thứ hai là tỷ lệ cái số lượng nam giới mà mắc cái căn bệnh này thì nhiều gấp đôi nữ giới. Chúng ta có thể nhìn thấy ở trên cái biểu đồ này ấy, thì cái tỷ lệ mới mắc hàng năm của bệnh sơ phổi vô căn ở Mỹ ấy, thì chúng ta thấy là tăng lên theo tuổi rất là nhiều. Và đặc biệt ở cái tuổi mà từ ngoài 50 thì thấy là cái tỷ lệ mắc rất là cao so với cái tuổi dưới 50. Về tỷ lệ mắc ở một số quốc các nước trên thế giới ấy, thì chúng ta có thể nói là cái sơ phổi vô căn này thì có tỷ lệ mới mắc và tỷ lệ mờ mắc toàn bộ, tức là cái incidence và cái prevalence nó rất khác nhau theo cái tuổi, theo từng giai đoạn một ở từng quốc gia thì nó rất là khác nhau. Đấy, và xu hướng, thế nhưng cái quan trọng nhất là cái xu hướng nó cứ tăng lên theo thời gian. Thí dụ như trên cái chúng ta thấy là trong cái thời gian từ năm 91 cho đến năm 2003, tức là 12 năm ấy, thì ở những cái người trên 40 tuổi ở Anh Quốc ấy, thì tỷ lệ mới mắc nó chỉ có 4,6 trên 100.000 dân thôi. Thế nhưng mà trong giai đoạn 8 năm sau, 8 năm từ năm 2000 đến 2008 ấy, thì nó đã lên đến 7,4. Đấy. Thế ở Hoa Kỳ thì giai đoạn 96-2000, tức là từ cái lứa tuổi trên 18 thì tỷ lệ mới mắc nó chỉ có 6,8 đến 16,3. Nhưng mà giai đoạn từ năm 97 cho đến 2005 thì ở lứa tuổi trên 50 thì là cái tỷ lệ mắc mới mắc nó đã cao hơn khá là nhiều, khá là rõ rệt. Thế và cái tỷ lệ mắc toàn bộ ở Hoa Kỳ chúng ta cũng thấy rằng là cũng tăng lên. Tỷ lệ mắc sơ phổi vô căn ở Hoa Kỳ thì nó đang gia tăng rất là rõ rệt. Số ca mới mắc thì nó ngày càng tăng lên. Chúng ta theo dõi trên cái slide này, chúng ta thấy là từ năm 2005 cho đến dự báo cho đến thời điểm chúng ta hiện nay ở đây, tức là 2020, và dự báo cho đến năm 2050, thì trong thời gian như vậy là khoảng độ xấp xỉ nửa thập kỷ đấy, thì cái tỷ lệ mắc của cái bệnh phổi kẽ thì nó có thể nói tăng lên rất là tăng lên rất là mạnh mẽ. Đây là một trong những cái Hoa Kỳ là cái đất nước mà nó thống kê số liệu thống kê nó rất là tốt. Thì chúng ta thấy là cái dự báo của Hoa Kỳ nó thấy là cái tỷ đang bệnh phổi kẽ, sơ phổi kẽ là một trong những căn bệnh mà nó có cái đà gia tăng liên tục trong nhiều thập kỷ vừa qua và trong những thập kỷ tới đây. Về cái chẩn đoán bệnh phổi sơ phổi kẽ đấy, thì hiện nay ấy,
chủ yếu là dựa vào chụp cắt lớp vi tính có độ phân giải cao. Thế còn cái sinh thiết ấy, thì làm chưa được nhiều. Nhưng mà trong một số trường hợp khi mà cái đặc điểm lâm sàng cũng như là chụp cắt lớp vi tính và các cái xét nghiệm khác mà nó chưa rõ, thì cái sinh thiết đặt ra là một cái rất là quan trọng. Tuy nhiên là cái sinh thiết ấy thì là một cái kỹ thuật xâm nhập rất là phức tạp. Trong đây chúng ta sẽ đi sâu thêm vào, rất là phức tạp và có rất nhiều biến chứng. Thì chúng ta biết là để chẩn đoán bệnh sơ phổi kẽ vô căn thì trước hết là chúng ta phải loại trừ các cái bệnh sơ phổi mà nó có nguyên nhân. Rồi. Thứ hai là dựa vào lâm sàng, vào sàng lọc. Thứ hai nữa là dựa vào trên cái hình ảnh sơ phổi ở trên chụp phim chụp cắt lớp vi tính có độ phân giải cao. Thì chúng ta biết là cái trên phim chụp cắt lớp vi tính có độ phân giải cao đấy, thì cái mỗi một cái loại, một nhóm bệnh lý của bệnh sơ phổi vô căn, sơ phổi kẽ thì nó có những cái hình ảnh đặc trưng, nó không đặc hiệu nhưng mà nó đặc trưng. Vâng. Thế thì là khi mà có hai có trên cơ sở của lâm sàng cũng như là hình ảnh thì chúng ta có thể trong những cái trường hợp nhất định khi mà chưa xác định được chẩn đoán thì chúng ta có thể tiến hành sinh thiết. Ở đây nó có hai loại sinh thiết, một là sinh thiết phổi áp lạnh, vâng, cryo biopsy, nhưng mà hoặc là sinh thiết phổi mở. Sinh thiết phổi mở qua cái nội soi lồng ngực có hỗ trợ của vest video, hoặc là mở lồng ngực sinh thiết. Tuy nhiên là kể cả kỹ thuật sinh thiết lạnh qua ống soi mềm ấy, mà làm cái kỹ thuật áp lạnh này cũng là một kỹ thuật rất phức tạp, bởi vì là cái mảnh sinh thiết tương đối lớn, thứ hai nữa là nguy cơ chảy máu rất là ghê gớm, và cũng đây là một kỹ thuật tiến hành phức tạp. Đầu tiên phải qua một ống soi cứng, rồi một ống soi mềm, rồi phải có sông Fogarty, phải có hệ thống làm đông lạnh mô xuống âm bằng khí NO xuống đến âm 86 độ vào. Thì không phải là lúc nào hiện nay ở chúng ta cũng chưa làm được kỹ thuật áp lạnh này. Và có làm thì đây cũng là một kỹ thuật rất là nguy hiểm, bởi vì là chảy máu rất là ghê gớm. Đấy. Chẩn đoán next slide. Yeah. Next slide, please. Vâng. Đây là một cái thuật toán của chẩn đoán sơ phổi vô căn. Đấy. Thì chúng tôi dựa trên cả một số các y văn mới nhất. Thì như là chúng tôi vừa nói ở cái slide trước, sau khi loại trừ tất cả các cái nguyên nhân khác của bệnh phổi kẽ đấy, thì lúc đó chúng ta mới đi vào cái nhóm gọi là sơ phổi vô căn. Vâng. Thế và dựa trên cái chẩn đoán hình ảnh là chụp cắt lớp vi tính có độ phân giải cao thì chúng ta mới đánh giá tiếp. Đấy. Đấy. Và sau khi đánh giá, nếu mà chúng ta khẳng định được có những cái hình ảnh nghi ngờ đến cái hình ảnh sơ phổi vô căn, thí dụ như là có sơ hóa, có các cái ổ sơ hóa, phòng. Thế rồi có những cái tổn thương viêm cũng như là đặc biệt là có hình ảnh giãn phế quản co kéo, rồi onychomycin, thì chúng ta từ những cái bệnh nhân nghi ngờ mắc sơ phổi kẽ vô căn thì là chúng ta mới xác định được cái khả năng chẩn đoán chúng ta là như nào. Nếu như không có khả năng, nếu như là không nếu như chúng ta đã có một cái xác định cụ thể đấy, có những cái chỉ định cụ thể, có những cái chẩn đoán cụ thể đấy, tức là chúng ta tìm được những cái thể khác trong cái sơ phổi vô, trong cái sơ phổi vô căn ấy, thì chúng ta có thể loại trừ cái IPF vào. Thế còn nếu như mà chúng ta trên cơ sở của chụp cắt lớp vi tính có độ phân giải cao thì chúng ta có thể chẩn đoán cái UIP ở trên những cái mức độ khác nhau, có thể chẩn đoán được, có thể không xác định được chẩn đoán, hoặc là có thể chúng ta có cái chẩn đoán khác. Ở đây chúng ta thấy là trong cái chẩn đoán bệnh phổi kẽ nói chung cũng như là bệnh sơ phổi kẽ đấy, thì cái hội thảo nhóm chuyên gia vào, tức là multidisciplinary discussion đấy, thì là cái MDD này,
thì là một cái, là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng, bởi vì nó với sự tham gia của rất nhiều các cái chuyên gia, như là chuyên gia về chuyên ngành phổi, chuyên ngành hô hấp, về giải phẫu bệnh, về chẩn đoán hình ảnh, và thế rồi là bệnh cơ xương khớp, những cái bệnh lý mà nó có liên quan đến là nguyên nhân gây ra, các cái chuyên gia trong lĩnh vực mà nó gây ra cái bệnh viêm phổi kẽ đấy, thì chúng ta có thể định hướng đến những cái chẩn đoán có thể ở những cái mức độ khác nhau, và chỉ định làm những cái kỹ thuật, ví dụ như kỹ thuật băng huyết phổi đấy, hoặc là sửa phế quản đấy, phế nang, để chúng ta có thể khẳng định được là có đúng chính xác là IPF hay không. Thế một lần nữa chúng tôi nói lại là cái tỷ lệ bệnh nhân, cái chẩn đoán IPF hiện nay ở trên thế giới đấy, nói chung và ở Việt Nam hiện nay của chúng ta đấy, thì chủ yếu là dựa vào lâm sàng và chụp cắt lớp vi tính có độ phân giải cao. Thế và đồng thời là chúng ta qua một cái nhóm chuyên gia, qua cái trao đổi của cái nhóm chuyên gia, để chúng ta xác định cái chẩn đoán có phải IPF hay không. Thế và hiện nay trên thế giới người ta coi cái vai trò của nhóm chuyên gia này là cực kỳ quan trọng đấy, để chẩn đoán bệnh phổi kẽ nói chung, và trong đó có bệnh sơ phổi vô căn. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính có độ phân giải cao đối với sơ phổi vô căn ấy, thì nó nổi bật gồm có mấy cái hình ảnh chính như thế này. Thứ nhất là tổn thương dạng lưới, trong nữa thì có cái báo cáo của anh Khôi và thì sẽ làm rõ hơn chúng ta vấn đề này. Thứ hai là dày không đều các rãnh liên thùy hoặc là các cái vách liên tiểu thùy, rồi hình ảnh tổ ong và hình ảnh giãn phế quản co kéo đấy. Thế thì đặc biệt là cái tổn thương sơ thì là nó rất là quan trọng. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh tổ ong ở cách nằm ngay sát màng phổi ở cái trên cái slide này đấy, thì chúng ta thấy là rất là rõ rất là rõ. Đấy, cộng đây là hình ảnh tổ ong. Thế tuy nhiên là nếu như hình ảnh kính mờ mà nó chiếm lên 90-30% trên 30% cái trường phổi đấy, thì chúng ta thấy ở đây là một cái hình ảnh mà cần phải trao đổi rất là kỹ để có thể đây không nó định hướng sang một cái chẩn đoán khác. Về mặt giải phẫu bệnh ấy, thì hình ảnh nổi bật ấy trong cái sơ phổi vô căn đấy là cái tổn thương sơ hóa thành ổ, và thứ hai là cái hình ảnh viêm phổi kẽ. Thế tổn thương quan trọng nhất ấy là cái tổn thương sơ hóa từng ổ. Ví dụ trên cái slide trên này nhuộm HE đấy, chúng thấy là cái ổ sơ hóa nó nằm thành từng ổ như thế này. Thứ hai nữa là ở trên cái này là nhuộm trichome collagen massing có màu xanh lam này, thì là cái ổ sơ hóa nó hiện lên rất là rõ, và nó hiện rất rõ này đấy. Thì tổn thương dạng tổ ong ấy, onychomycin, thì nó gặp ở hầu hết các bệnh nhân, và cái tổn thương này nó tăng lên khi bệnh tiến triển. Tiên lượng của bệnh sơ phổi vô căn thì nó như thế nào? Có thể nói là bệnh sơ phổi vô căn là bệnh có tiên lượng rất nặng, rất nặng. Lịch sử tự nhiên của bệnh ấy rất là thay đổi, bởi vì chúng ta thấy là có thể bệnh diễn biến từ từ chậm chạp này trong nhiều năm, có thể đến 4 năm hoặc là lâu hơn nữa. Như lúc nãy chúng tôi nói là thời gian sống trung bình của bệnh theo các cái thống kê của Hoa Kỳ là khoảng độ từ 2 cho đến 3 năm. Nhưng mà có một cái tỷ lệ đáng kể bệnh nhân có những cái đợt cấp đấy, và khi mà xuất hiện những cái đợt cấp như thế này, sau mỗi đợt cấp như thế này thì cái thời gian sống thêm của bệnh nhân nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, và cái thời gian sống thêm sau những cái đợt cấp này nó bị rút ngắn lại rất là nhiều, và đặc biệt là có những cái bệnh nhân tiến triển rất là nhanh. Ở đây thì không có điều kiện thời gian để chúng ta đề cập đến, nhưng mà trong đó thậm chí là trong cái nhóm tiến triển nhanh này còn có những cái nhóm nó có tính chất yếu tố gia đình, nó tiến triển rất là nhanh và tỷ lệ tử vong rất là nhanh, thậm chí là trong vòng trên dưới một năm
Đấy, thì là từ khi được chẩn đoán. Do đó, có thể nói là hiện nay chúng ta có thể khẳng định một vấn đề, tức là sơ phổi phôi căn là một cái căn bệnh có tiên lượng rất là nặng. Thế và để làm rõ cái các cái yếu tố tiên lượng tử vong ấy, thì chúng ta thấy có những yếu tố chính như thế này. Thứ nhất là về lâm sàng. Thì về lâm sàng thì chúng ta thấy thì như là cái test đi bộ 6 phút đấy, hoặc là cái nhu cầu sử dụng oxy, hoặc là cái mức độ khó thở đấy. Thế hay là về chẩn đoán hình ảnh thì là cái mức độ tổn thương sơ hóa ở trên phim chụp các lớp vi tính độ phân giải cao, và đặc biệt là một cái yếu tố có tính chất lượng hóa rất là mạnh, tức là cái chức năng hấp, thì dựa vào hai cái yếu tố chính là cái dung tích sống thở mạnh và cái DLCO này. Đấy. Thì có thể nói là nếu mà cái mức độ giảm của cái dung tích sống thở mạnh từ 10% trở lên trong vòng thời gian từ 6 đến 12 tháng thì đấy là một yếu tố tiên lượng rất là xấu. Hiện nay thì người ta cũng đang cố gắng đi tìm những cái dấu ấn sinh học phân tử nó có giá trị tiên lượng tử vong đối với bệnh sơ phổi vô căn, như là một số các loại protein ở trong máu. Những cái protein này nó phản ánh cái tổn thương của biểu mô của tế bào phế nang, hoặc là nó kích thích sơ hóa vào, hoặc là những cái hình biểu hiện của những cái gen ở trong máu của một số tế bào trong máu ngoại vi, tế bào bạch cầu ấy, hoặc chiều dài telomere của bạch cầu máu ngoại vi chẳng hạn. Đấy. Thì người ta thấy rằng cũng có cái giá trị trong tiên lượng tử vong. Tiên lượng của sơ phổi trong tất cả các yếu tố tiên lượng tử vong ấy, thì dung tích sống thở mạnh vẫn là một cái yếu tố có tầm quan trọng rất là cao. Bởi vì trên cái biểu đồ này chúng ta thấy là khi mà cái FVC mà nó giảm dưới 10% từ 3 đến 6 tháng ấy, thì cái số lượng tử vong ở trong cái nhóm nghiên cứu này có thể nói rất là cao. Wow. Đấy. Đấy, và nếu mà nó chỉ còn nếu mà FVC so với số lý thuyết ấy, mà nó dưới 50% ấy, thì chúng ta thấy là cái thời gian tử vong trong vòng 1 năm cũng khá là cao, wow. Đến 7,44%. Wow. Với cái sự thống kê có ý, với cái xác suất có ý nghĩa thống kê. Về tỷ lệ mắc và tác động của đợt cấp trong bệnh sơ phổi kẽ đấy, vô căn đấy, thì chúng ta biết là đợt cấp trong cái bệnh sơ phổi kẽ vô căn nó được định nghĩa như này. Đây là một tình trạng khó thở tăng lên. Đấy, thậm chí có thể xuất hiện suy hô hấp cấp tính kèm theo tổn thương phế nang mới. Chúng ta hết sức lưu ý cái chữ mới này. Tức là nó là biểu hiện ở hình ảnh kính mờ hai bên mới, hoặc là hình ảnh đông đặc mới ở trên phim chụp các lớp vi tính độ phân giải cao. Mà những cái hình ảnh mới này chúng ta loại trừ những cái nguyên nhân khác đi, ví dụ như do suy tim hoặc do nhiễm khuẩn vân vân. Vào cái số lượng bệnh nhân mắc cái có thể xuất hiện những cái đợt cấp này đấy, thì là cũng không phải là thấp, khoảng có thể đến 10% số bệnh nhân. Và tỷ lệ tử vong ở trong bệnh viện do cái đợt cấp này cũng rất cao, có thể nói là rất cao. Vào có thể từ 50% trở lên đấy. Và đặc biệt là khi mà đã xuất hiện cái đợt cấp này ấy, thì nó làm giảm cái tỷ lệ thời gian sống thêm xuống rất là mạnh mẽ. Vào ví dụ như là thời gian sống thêm trung bình sau đợt cấp này đấy, là chỉ còn có thậm chí là chỉ còn có 2,2 tháng đấy. Thời gian sống thêm trung bình của bệnh nhân sơ phổi kẽ vô căn ấy, từ khi được chẩn đoán cho đến khi điều trị, như lúc nãy chúng ta nói, khoảng độ từ 2 đến 3 năm. Theo một cái nghiên cứu của Hoa Kỳ trên 238 bệnh nhân sơ phổi kẽ vô căn, thì thời gian sống thêm trung bình là khoảng độ 2,9 năm. Và chúng ta thấy là theo cái thuật toán của Kaplan-Meier này, thì chúng ta thấy là ở trên cái nghiên cứu lúc trước ấy, là với số lượng là 238 bệnh nhân ấy, thì chúng ta thấy là cái thời gian tử vong nó rất là ngắn, rất là ngắn khi mà kể từ khi có khởi phát. Và đặc biệt
là khi mà có cái đợt cấp ấy thì cái tỷ lệ tử vong nó sẽ giảm đi rất là rõ rệt. À, rồi tỷ lệ sống thêm nó sẽ giảm đi rất là rõ rệt. Tỷ lệ ở đây chúng tôi muốn nói một cái số liệu rất là buồn đối với bệnh nhân sơ phổi vô căn, tức là tỷ lệ sống thêm 5 năm của bệnh nhân sơ phổi vô căn thậm chí còn thấp hơn nhiều so với một số các cái bệnh ung thư thường gặp khác. Ở đây chúng ta thấy là thí dụ như là đối với ung thư vú ấy, thì tỷ lệ sống thêm 5 năm sau 5 năm của ung thư vú là có thể lên đến 90%. Ung thư trực tràng ấy, là có thể lên đến khoảng độ 70%. Vâng. Đấy. Thế của ung thư buồng trứng là những cái căn ung thư rất là thường gặp ấy, có thể lên 50%. Tuy nhiên là đối với sơ phổi vô căn ấy, thì là nó chỉ cao hơn ung thư phổi thôi. Tức là cái thời gian sống thêm của nó chỉ vào khoảng độ 40% là có tỷ lệ sống thêm sau 5 năm. Thế tuy nhiên là rất may mắn là hiện nay với sự phát triển rất mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, chúng ta đã tìm ra được những cái giải pháp mà có hiệu quả để điều trị cái căn bệnh rất là hiểm nghèo này. Đấy. Thế với điều kiện là chúng ta nếu mà chúng ta chẩn đoán sớm thì sẽ giúp cho bệnh nhân mắc sơ phổi vô căn sau khi mà chức năng sẽ làm tăng thêm cái thời gian sống thêm khi mà chức năng phổi còn chưa suy giảm. Đấy, vì chúng ta biết là một khi mà chức năng phổi bị mất đi thì không bao giờ nó có thể hồi phục được. Thế ở đây thì khi mà chúng ta chẩn đoán sớm ấy và có những cái giải pháp can thiệp chính xác, đặc biệt với sự ra đời của các cái thuốc chống sơ đấy, thì chúng ta thấy là cái thời gian sống thêm của bệnh nhân nó sẽ tốt hơn rất nhiều trong cái thử nghiệm lâm sàng này. Thế sang vấn đề điều trị bệnh sơ phổi vô căn ấy, thì hiện nay là chúng ta có thể chia ra làm hai cái nhóm phương pháp, các cái phương pháp điều trị chung lúc ngoài đợt cấp cũng như trong đợt cấp, thí dụ như là oxy liệu pháp hoặc là giáo dục bệnh nhân phải cai thuốc lá nếu như bệnh nhân có hút thuốc lá vào, thế rồi phục hồi chức năng hoặc là sử dụng vaccine. Thế bệnh nhân có thể tiêm một số, nếu bệnh nhân cũng rất là cần thiết phải sử dụng một số loại vaccine vào, thế rồi là các cái điều trị giảm nhẹ hoặc là điều trị trào ngược. Thế còn các cái phương pháp còn lại thì người ta phân ra làm hai nhóm, là các phương pháp đã được chứng minh cái hiệu quả kéo dài thời gian sống thêm, và các cái phương pháp thì hiệu quả nó chưa rõ lắm, tức là có nghiên cứu thì nói là có hiệu quả nhưng mà cũng rất nhiều nghiên cứu khác thì nói là không có hiệu quả. Đối với các cái phương pháp đã được xác định hiệu quả điều trị đấy thì chúng ta thấy là nó có ba cái phương pháp chính. Một là sử dụng các cái thuốc chống sơ, ở đây là có hai cái thuốc chính, một là cái nintedanib và cái pirfenidone. Vâng, đây là hai cái thuốc chống sơ hiện nay được sử dụng để mà điều trị cái bệnh các cái tổn thương, các cái bệnh lý có sơ, đặc biệt là đối với bệnh sơ phổi vô căn của mà chúng ta đang đề cập. Hiện nay ở Việt Nam chúng ta rất là mừng, tức là cái nintedanib này thì đã được sử dụng trong một số bệnh nhân. Trong đó chúng ta sẽ nghe một cái báo cáo của tiến sĩ Ngọc để chúng ta sẽ có nhiều thông tin hơn về vấn đề này. Thế và ngoài hai cái giải pháp này thì có cái ghép phổi, nhưng mà chúng ta biết là hiện nay với ghép phổi ở Việt Nam cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Mặc dù là chúng ta đã có những cái tiến bộ trong cái ghép phổi và chúng ta đã tăng được cái số lượng bệnh nhân ghép phổi lên. Ví dụ như là cái hợp tác giữa Viện Bệnh viện Phổi Trung ương với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thì chúng ta đã ghép được 6 ca. Thế ngoài ra thì Bệnh viện Việt Đức và một số bệnh viện lớn khác cũng đã có ghép phổi thành công ở một số trường hợp, ở trong một số các cái bệnh khác nhau. Thế các cái phương pháp mà cái hiệu quả nó chưa được xác định rõ đấy thì cũng có rất là nhiều. Vâng. Ở đây chúng tôi liệt kê đến 12 phương pháp khác nhau, trong đó từ đơn giản đến phức tạp, từ những cái mà chúng ta đã biết đến những cái mà có thể hôm nay chúng ta mới thấy ở trên cái slide này. Ví dụ như là cái liệu pháp chống đông này thì cũng đã là một phương pháp được sử dụng từ lâu rồi. Vâng. Hay là
cái phối hợp giữa azathioprine, prednisolone và cái nhóm acetylcysteine này thì cũng đang mặc dù là có thành công trên một số bệnh nhân, nhưng mà hầu hết các cái thử nghiệm lâm sàng, các cái nghiên cứu đều chưa khẳng định được cái hiệu quả rõ rệt giống như là các cái thuốc chống sơ. Ngoài ra còn một loạt các cái thuốc khác, ví dụ như các cái thuốc ức chế miễn dịch, giống như các sử dụng các thuốc chống thải ghép như cyclosporine hay là etanercept, hoặc là các thuốc ức chế, các cái thuốc ức chế miễn dịch khác như cyclophosphamide này, cái này cũng là cổ điển rồi, hoặc methotrexate, hay là một số các cái thử nghiệm lâm sàng gần đây như interferon gamma 1b hoặc là penicillamine hoặc là simtuzumab. Đây là những cái nhỏ, một số các cái thử nghiệm lâm sàng gần đây cũng đã được tiến hành. Tuy nhiên là cái việc mà khẳng định hiệu quả của nó thì cũng chưa rõ lắm. Hiện nay thì là trên thế giới còn sử dụng, còn đang tiến hành một số các cái thử nghiệm lâm sàng khác. Thí dụ như là pentraxin hoặc là cái GLPG1690 với sự sử dụng cái chất ức chế chọn lọc ototaxin, hoặc là phối hợp giữa hai cái thuốc chống sơ hóa như là nintedanib và pifenidone và một số các cái thử nghiệm lâm sàng khác. Trong tất cả các cái giải pháp đã được sử ứng, đã được thử nghiệm, đã được chứng minh, đã được tiến hành ở trên bệnh nhân sơ phổi, thì các cái nghiên cứu cho đến thời điểm hiện nay khẳng định là can thiệp điều trị sớm bằng thuốc chống sơ giúp bảo tồn được chức năng phổi ở những bệnh nhân sơ phổi kẽ vô căn. Ở trên trên cái biểu đồ này chúng ta thấy là việc sử dụng các cái thuốc chống sơ thì là chúng ta thấy là kéo dài cái thời gian sống thêm một cách rất là rõ rệt đối với nhóm chứng nhóm placebo đấy. Thế thì chúng ta thấy là đây là một cái thử nghiệm lâm sàng lớn đấy, và đã công bố kết quả. Thì chúng ta thấy đây là một cái điểm rất là đáng mừng đấy, và cho chúng ta một cái, cho bệnh nhân sơ phổi kẽ vô căn một cái niềm hy vọng đấy. Và trong thời gian tới đây, khi mà cái giá thành điều trị nó giảm xuống đấy, hoặc chúng ta đưa được vào bảo hiểm y tế và được sử dụng một cách nó rộng rãi hơn, thì đây là một cái cứu cánh cho cái bệnh nhân sơ phổi kẽ vô căn ở Việt Nam chúng ta. Điều trị bằng nintedanib thì giúp cải thiện thời gian sống thêm của bệnh nhân sơ phổi vô căn một cách rất là rõ rệt. Đây chúng ta thấy là ở cái nhóm placebo đây và cái nhóm sử dụng nintedanib đây, thì chúng ta thấy là có thể nói là thời gian sống thêm được kéo dài một cách rất là rõ, có thể đến 8,5 năm, trong khi thời gian trung bình ở đây là khoảng độ 1 năm, là 12 tháng. Ở những cái bệnh nhân nhóm chứng ấy, thì tức là không được điều trị nintedanib ấy, thì có thể thời gian sống tối đa là 3,3 năm. Trong khi ở nhóm nghiên cứu, tức là nhóm sử dụng nintedanib, thời gian sống thêm có thể kéo dài đến 8,5 năm. Hiện nay ở Việt Nam chúng ta đã làm được cái gì, những việc gì để chúng ta giúp cho bệnh nhân sơ phổi kẽ vô căn? Thì có thể nói là trong những năm gần đây, cái trang bị về trong chẩn đoán hình ảnh ở hầu hết bệnh viện các tuyến trung ương thì có thể nói là rất tốt rồi. Thế nhưng mà đến các cái tuyến tỉnh hoặc là khu vực, thậm chí là đến cả tuyến huyện, đặc biệt ở những thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay là Huế, thì ngay cả bệnh viện ở có thể nói tương đương cấp quận huyện cũng đã có máy chụp căn lớp vi tính, và trong đó bao giờ cũng có cái trong ổ cứng bao giờ cũng có cái cài đặt cái phần mềm chụp căn lớp độ vi tính với độ phân giải cao. Cái điều khó khăn của chúng ta là gì? Khó khăn là với cái trang bị máy chụp căn lớp vi tính như thế đấy,
Thế tuy nhiên là cái kỹ thuật chụp có độ phân giải cao thì không phải là chỗ nào cũng làm tốt được. Vừa qua chúng tôi có hội chẩn nhiều trường hợp đấy, thì chúng tôi thấy là một trong những cái khó khăn đấy là cái phim chụp các lớp vi tính chúng ta chụp với cái chất lượng đôi khi là chưa được đảm bảo. Thí dụ như chúng ta chưa chụp được một cách rõ ràng, một cách gọi là thí dụ như là chụp ở cuối thì hít vào phòng, hay là chụp ở cuối thì thở ra, hay là chụp tư thế nằm nghiêng để phân biệt với cái bẫy khí đấy, loại trừ những bẫy khí phòng. Thì cái này là chúng ta cần phải có những cái tập huấn để muốn chẩn đoán được bệnh phổi kẽ này ở trên cái phim chụp cắt lớp vi tính có độ phân giải cao thì kỹ thuật chụp phải cực kỳ chuẩn, và chúng ta phải ứng dụng một số các cái kỹ thuật chụp đặc thù đối với bệnh viêm phổi kẽ đấy, nói chung và sơ phổi kẽ vô căn nói riêng đấy. Thì cái này là trong nơi chúng ta sẽ nghe các cái chuyên gia về chẩn đoán hình ảnh trình bày và chúng ta sẽ thấy rõ vấn đề này. Thứ hai là ở trong cái kỹ thuật sinh thiết phổi phẫu thuật thì hiện nay bệnh viện phổi trung ương của chúng ta cũng đã làm, tuy nhiên là cái kỹ thuật sinh thiết phổi áp lạnh người ta cho rằng là an toàn hơn so với sinh thiết phổi phẫu thuật, tức là sinh thiết phổi qua nội soi bằng phổi có hỗ trợ của video hoặc là sinh thiết phổi mở đấy. Thì chúng ta cũng kỹ thuật sinh thiết phổi áp lạnh này chúng ta chưa làm được, nhưng mà nhìn chung đây là những cái kỹ thuật phức tạp và có nhiều cái biến chứng cho bệnh nhân. Mà thế cho nên là chỉ những cái tuyến lớn, tuyến sâu, chuyên khoa sâu, thí dụ bệnh viện phổi trung ương và một số bệnh viện khác thì mới nên làm cái kỹ thuật này. Và cũng phải có, sau khi mà chúng ta làm thì chúng ta cũng nên phải có những cái tổng kết đánh giá để có những cái chỉ định rất là sát để hạn chế cái tăng cường cái chất lượng chẩn đoán, nhưng đồng thời cũng hạn chế tối đa các cái nguy cơ tiềm ẩn cho người bệnh. Thế và ở Việt Nam chúng ta ấy, thì chúng ta chưa có một cái thống kê về tỷ lệ mới mắc cũng như là tỷ lệ mắc toàn bộ của bệnh phổi kẽ nói chung và bệnh viêm phổi kẽ, bệnh sơ phổi vô căn nói riêng. Đấy. Cũng như là cái việc mà điều trị thuốc chống sơ thì chúng ta cũng mới chỉ bắt đầu và cũng chưa làm được nhiều. Vâng. Thế thì hiện nay ở Bệnh viện Phổi Trung ương cũng đã thành lập một cái hội đồng chuyên môn, tức là cái MDD đấy, để chẩn đoán bệnh mô phổi kẽ với sự tham gia của rất nhiều chuyên gia thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau, như là chuyên ngành hô hấp, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, cơ xương khớp vân vân. Thì có thể nói là với cái nòng cốt là các chuyên gia ở Bệnh viện Phổi Trung ương, thì có thể nói là nhóm đã làm việc rất là tích cực và góp phần nâng cao cái chất lượng chẩn đoán và điều trị của cái bệnh phổi kẽ ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt là khu vực phía Bắc này. Và chúng ta đã bước đầu sử dụng thuốc chống sơ điều trị cho một số bệnh nhân sơ phổi vô căn và đã đạt được những cái kết quả rất là tốt bước đầu. Đấy. Thì đây là một trong những cái tiền đề, những cái bước đi đầu tiên để chúng ta có thể mở rộng ra cái ứng dụng điều trị rất quan trọng này, sử dụng các thuốc chống sơ cho bệnh nhân. Và chúng ta có tổng kết đánh giá, và nếu chúng ta để cho lâu dài quản lý những cái bệnh lý này, những cái bệnh nhân này và đưa vào trong bảo hiểm thì đó là một cái có thể nói là rất là mở ra một cái niềm hy vọng rất lớn cho người bệnh. Đấy, và để kết luận thì chúng tôi xin có một số các cái ý kiến như sau. Thứ nhất là sơ phổi vô căn là một cái bệnh tiến triển sơ hóa phổi dẫn đến suy giảm chức năng hô hấp không thể đảo ngược được và có tiên lượng rất xấu và tỷ lệ tử vong rất cao. Thứ hai là bệnh sơ phổi vô căn ở Việt Nam chúng ta thì vẫn còn được chẩn đoán phát hiện và điều trị rất là muộn. Vì thế cho nên là tiên lượng vẫn còn chưa được tốt. Chẩn đoán điều trị thường dựa vào các triệu chứng lâm sàng, chụp cắt lớp vi tính có độ phân giải cao và mô bệnh học. Đặc biệt là cái vai trò của cái hội đồng gồm các cái nhiều chuyên gia khác nhau trong nhiều lĩnh vực khác nhau, gọi là liên chuyên khoa đấy. Thế và hiện nay thì cái liệu pháp chống sơ thì với việc sử dụng các cái hóa chất chống sơ như là nintedanib hoặc là pirfenidone đã làm chậm sự tiến triển của cái bệnh này
ở bất kỳ giai đoạn nào của bệnh. Đấy, và là một cái phương pháp điều trị có rất đầy triển vọng. Thế thì hiện nay ở Việt Nam chúng ta vẫn chưa có thống kê nào và chúng ta đang từng bước tiếp cận với những cái phương pháp chẩn đoán, chuẩn hóa các cái phương pháp chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân sâu của vô căn. Và chúng ta, đây là một cái điểm mà rất là mong muốn là sự phối hợp của tất cả các cơ sở y tế trong cả nước, đặc biệt là nằm trong cái hệ thống của cái chuyên ngành lao và bệnh phổi của chúng ta, để chúng ta nâng dần cái chất lượng chẩn đoán và điều trị cho một cái căn bệnh rất là khó khăn. Hay như lúc nãy thầy Nhung có nói, tức là đây là một cái cửa sổ mới, và bên cạnh nhiều vấn đề khó khăn khác của chuyên ngành lao bệnh phổi đã được giải quyết tương đối tốt. Tuy nhiên là bệnh lao, bệnh ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản, các bệnh phổi nhiễm trùng, vân vân. Thì bây giờ chúng ta thêm một cái cửa sổ mới này, và hy vọng là với những cái hội thảo như ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm phát huy được những cái tiềm năng vốn có trong hệ thống của chúng ta, để chúng ta tăng cường thêm cái chất lượng chẩn đoán và điều trị cho những cái bệnh nhân mắc bệnh phổi kẽ nói chung và sơ phổi kẽ vô căn ở Việt Nam chúng ta. Báo cáo đến đây hết, xin trân trọng cảm ơn. Rất cảm ơn bài trình bày của giáo sư tiến sĩ Đồng Các Hưng. Với cái bài tổng quan cũng rất là đầy đủ. Có lẽ là cái phần thảo luận chúng ta sẽ dành cho cái thời gian cuối. Tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ nghe một bài báo cáo về chẩn đoán hình ảnh. Đó là phân biệt sơ phổi vô căn trên các phương tiện chẩn đoán hình ảnh. Báo cáo viên là bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Đức Khôi ở khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Trung ương. Kính mời, xin mời kế mời anh. Anh Khôi nói vào micro đi vì các tuyến còn nghe. Chúng ta quay lại một cái buổi sinh hoạt về sơ phổi vô căn. Thì cái chữ sơ phổi vô căn thì nó dài và chúng ta đã nghe nhiều lần rồi. Tôi xin dùng cái chữ nó gọi là IPF cho nó ngắn gọn. Cái chữ IPF. Cái chữ IPF thì nó rất hay đi cùng với chữ UIP. Ở đâu nếu chúng ta tò mò, chúng ta đọc tài liệu thì bao giờ cũng IPF, UIP. Nó gần như là một cái cặp bài trùng, nó như là một cái anh em sinh đôi ấy. Lần sinh hoạt lần trước, chúng ta cũng đã hiểu thế nào là IPF, thế nào là UIP rồi. Ở đây tôi vẫn xin nhắc lại là gì? IPF là một chẩn đoán lâm sàng, không phải là một chẩn đoán hình ảnh. Chẩn đoán UIP là một chẩn đoán hình ảnh. Chẩn đoán UIP, hình ảnh UIP trên cắt lớp vi tính và hình ảnh UIP trên sinh thiết phổi. Mô học cũng không chẩn đoán được IPF, mà chỉ có thể chẩn đoán được UIP. Và chính vì vậy cho nên khi IPF và UIP nó luôn luôn được nói song hành với nhau. Chẩn đoán bệnh phổi, sơ phổi vô căn, IPF, UIP. Trong phần trình bày này, tôi sẽ lượt qua rất nhanh các đặc điểm về hình ảnh của UIP trên các lớp vi tính phân giải cao. Trong đó tôi muốn nhấn mạnh đến những đặc điểm có tính chất chẩn đoán và có tính chất phân biệt. Về mặt nội dung, phần trình bày của tôi gồm có 3 nội dung. Thứ nhất là chúng tôi sẽ nhấn mạnh đến một cái phân loại về hình ảnh. Tất cả các bệnh phổi kẽ sẽ được phân ra làm một vài nhóm hình ảnh nhất định để chúng tiếp cận. Trong đó nó có một cái nhóm bệnh lý gây sơ ở phổi và IPF, UIP chúng ta nằm trong cái nhóm đó. Phần nội dung thứ hai, chúng ta sẽ nói về các cái hình ảnh trên các lớp vi tính phân giải cao, hình ảnh UIP có cái gì. Và cuối cùng, chúng ta sẽ bàn luận một chút về cái chuẩn phân biệt Holy-Combin, tức là cái hình ảnh tổ ong. Toàn bộ bệnh phổi kẽ
Như chúng ta đã biết và cũng như tiến sĩ Nguyễn Minh Ngọc đã trình bày trước đây, chúng ta có rất rất nhiều, nó gọi là hàng trăm bệnh. Và vì nó quá nhiều như vậy nên nó rất phức tạp, việc tiếp cận nó cần có một cái phương pháp tiếp cận riêng. Về mặt lâm sàng, chúng ta sẽ có nhiều cái cách phân loại, có căn nguyên, không có căn nguyên, bệnh lý u hạt, rồi bệnh lý liên quan đến tiền sử, vân vân và vân vân. Nhưng về mặt hình ảnh, chúng tôi có một cái phương pháp tiếp cận mà tôi cho rằng nó cũng rất thú vị. Tức là gì? Tất cả các hình ảnh bệnh phổi kẽ, tức là vài trăm bệnh ấy, người ta sẽ xếp nó thành 6 nhóm bệnh. Và khi chúng ta chụp cắt lớp, chúng ta nhìn thấy cái tổn thương nào thì lập tức chúng ta focus lại. À, cái nhóm hình ảnh này có thể là những bệnh nào. Đầu tiên, chúng ta có một cái nhóm bệnh phổi kẽ mà gây ra cái hình ảnh lưới. Nó như cái mắt lưới. Và đây trên phim chụp cắt lớp vi tính, chúng ta thấy nó như đúng như cái lưới. Cái này nó dịch từ chữ septal vách, hoặc là lưới. Nhưng mà đây nó là macro network. Còn micro network thì nó lại là cái fine network ở trong tiểu thủy. Ở đây là các cái lưới lớn. Chúng ta nhìn nó như là cái hàng rào ấy. Đó, và tương ứng với hình ảnh của chúng ta. Đó, nó là cái nhóm hình ảnh lưới. Các cái nhóm bệnh phổi kẽ gây ra tổn thương có hình ảnh lưới. Thí dụ như là thoái hóa bột, amyloidosis. Tất nhiên thoái hóa bột nó có nhiều dạng, đường dẫn khí, nhu mô, phế nang, vân vân. Thì cái loại mà thoái hóa bột tổ chức kẽ nó sẽ có hình lưới, hoặc thí dụ như phù phổi kẽ nó sẽ có hình ảnh lưới. Một cái nhóm hình ảnh thứ hai, tức là các nhóm hình ảnh sơ hóa, các nhóm hình ảnh mà chúng ta nhìn chúng ta đây rồi, bệnh phổi gây sơ đây rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ xếp nó vào một cái nhóm gọi là hình ảnh sơ hóa. Trong cái nhóm hình ảnh gây sơ này, chúng ta có một loạt các cái bệnh, thí dụ như bệnh phổi do amiăng, bệnh tạo keo, nhưng trong đó đặc biệt là bệnh sơ cứng hệ thống. Rồi một số bệnh lý, bệnh phổi mãn tính do thuốc, trong đó người ta nhấn mạnh đến methotrexate, hoặc là cái viêm phổi tăng cảm hay viêm phế nang dị ứng ngoại sinh nhưng mà thể mãn tính, HP chronic, nó sẽ gây ra một cái hình ảnh sơ phổi. Ngoài ra trong cái hình ảnh sơ phổi này thì có một cái bệnh mà hôm nay chúng ta muốn nói nhiều, và cũng như giáo sư đã cho chúng ta một phần trình bày rất hay, đó là IPF. Ngoài ra, trong cái nhóm bệnh lý gây sơ phổi, chúng ta còn có thể kể đến cái nhóm bệnh lý viêm phổi không đặc hiệu NSIP. Hoặc gần đây, người ta xếp một cái nhóm bệnh lý nó gọi là sơ hóa nhu mô màng phổi. Và cuối cùng, trong cái nhóm hình ảnh gây sơ chúng ta có thể gặp, đó là sarcoidosis giai đoạn muộn. Nói như vậy thì cũng nói rằng là khi chúng ta thấy sơ thì chúng ta có thể liệt kê, chúng ta có một loạt những cái bệnh này. Chúng ta có một loạt những bệnh này. Và lập tức từ 200 bệnh chúng ta focus lại vào khoảng độ 7-8 bệnh gì đó gây sơ để chúng ta loại trừ. Đấy thì cái phân loại hình ảnh nó sẽ giúp chúng ta như vậy. Một cái nhóm hình ảnh nữa, nó gọi là hình ảnh nốt. Thì có một số các cái bệnh lý phổi kẽ tạo thành các hình ảnh nốt. Nên chúng ta lấy những cái hình ảnh này cho nó dễ minh họa. Chúng ta thấy rất là nhiều nốt ở nhu mô phổi. Và đặc trưng của cái nhóm bệnh phổi kẽ mà gây ra nốt hàng đầu, chúng ta phải kể đến viêm phổi tăng cảm cấp hoặc bán cấp, HP cấp bán cấp, hoặc bệnh lý tổ chức bào, u hạt tế bào ái toan hoặc tổ chức bào X. Nhưng ở giai đoạn muộn thì nó sẽ có hình ảnh kén, còn hình ở giai đoạn sớm nó sẽ có hình ảnh nốt. Ngoài ra chúng ta có thể kể đến một số, ví dụ như là viêm tiểu phế quản dạng nang, viêm tiểu phế quản hô hấp có liên quan đến bệnh phổi kẽ, hoặc là silico hoặc sarcoido. Cái nhóm mà bệnh phổi kẽ mà gây nốt cũng tương đối đa dạng và phức tạp. Một cái nhóm bệnh lý phổi kẽ có thể gây ra hình ảnh nó gọi là alveolar opacity, tức là hình ảnh phế nang đấy, tức là nó hình đông đặc hoặc là hình ảnh kính mờ. Trên phim là chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh đông đặc nhu mô phổi, và chúng ta thấy hình ảnh kính mờ ở góc nó tương tự như những đám mây trắng ở trên trời, chỗ đậm chỗ nhạt ấy. Để chúng ta dễ hình dung một cái nhóm bệnh lý phổi, bệnh phổi kẽ có thể gây ra cái hình ảnh phế nang đông đặc hoặc kính mờ. Và trong này, trong cái nhóm bệnh lý mà gây ra cái hình ảnh đông đặc hoặc kính mờ nhu mô thì phải kể đến đợt cấp của IPF, phải kể đến một cái viêm phổi kẽ cấp tính, phải kể đến các cái viêm phổi tăng bạch cầu ái toan cấp mạn, hoặc là viêm phổi tổ chức hóa, đặc biệt là cái viêm phổi tổ chức hóa là cái cũng rất hay gặp, organizing pneumonia, tức là cái viêm phổi tổ chức hóa. Như vậy
Tức là khi mà chúng ta bắt gặp các tình hình đông đặc thì lập tức trong đầu chúng ta ít nhất chúng ta phải liệt kê 1, 2, 3, 4, có 4 cái khả năng. Nào lên hình người nhỉ? Mà chỗ nào lên hình người? Một cái nhóm bệnh phổi kẽ mà tạo thành rất nhiều các cái kén ở trên phổi, nó phá hủy, nó tạo kén ở trên phổi. Đó, thì chúng ta làm quen với các cái kén ở trên phổi rất, thì nó có một loạt các cái bệnh lý tạo kén ở trên phổi. Ví dụ như là u cơ chân bạch mạch, viết tắt của chữ LAM, hoặc là tổ chức bào X nhưng ở giai đoạn muộn nó sinh kén rồi, hoặc là viêm phổi kẽ có tăng sinh lên phô, hoặc là một hội chứng BSD, cái bệnh tắt đấy. Và cuối cùng là một số tình trạng sơ phổi trên nhân giãn phế nang, chúng ta cũng sẽ có xuất hiện các hình ảnh kén. Nhưng cũng phải nhấn mạnh một điều rằng việc phân loại này có tính chất tương đối, không có gì là bất biến cả. Bệnh thì luôn luôn tiến triển, người bệnh luôn luôn thay đổi. Cùng là một bệnh, ví dụ sarcoidosis ngày hôm nay nó là hạch, ngày mai nó là nhu mô. Tất cả mọi người đây như ngay nhé. Đến cuối cùng thì nó lại là hình ảnh sơ. Cái luôn luôn bệnh nó luôn luôn chuyển tiếp, cũng như lời một cái người thầy thì rất là có kinh nghiệm trong chuyên ngành chúng ta đã nói đấy, chúng ta chỉ có người bệnh thôi, nó động. Bệnh thì nó tĩnh nhưng người bệnh thì luôn luôn động. Hình ảnh của chúng ta cũng thế, tùy theo giai đoạn bệnh, tùy theo diễn biến lâm sàng. Cùng là hình ảnh IPF, nếu là đợt cấp hoặc khi nó bội nhiễm vào, hình ảnh nó lại thay đổi, nó làm biến tướng đi. Cho nên cái việc chẩn đoán nó cũng đôi khi nó cũng làm cho chúng ta khó khăn. Cuối cùng, một cái nhóm bệnh lý phổi kẽ mà tạo thành một cái hình ảnh phổi đen. Hình ảnh phổi đen. Về mặt chuyên môn thì chúng tôi gọi là hình ảnh quá sáng của nhu mô phổi ấy, nhưng mà nó còn gọi là hình phổi đen. Hình phổi đen. Thì trong nhóm bệnh lý hình phổi gây hình phổi đen này, chúng ta phải kể tới viêm tiểu phế quản co thắt hoặc là một cái giãn phế nang toàn tiểu thủy. Đấy là toàn bộ các cái hình ảnh về bệnh lý phổi kẽ. Chúng ta tập trung vào cái nhóm hình ảnh gây sơ, trong đó chúng ta tập trung focus vào cái nhóm sơ phổi vô căn, IPF, là một trong các căn nguyên thủ phạm mà gây ra hình ảnh sơ phổi. Về mặt định nghĩa chúng ta biết rồi, đây là một bệnh lý mà được định nghĩa theo những tiêu chí sau đây. Thứ nhất, đó là một quá trình sơ hóa, viêm sơ hóa mạn tính và chỉ tại phổi thôi, không có ngoài phổi. Thứ hai là, ba là không có nguyên nhân, không tìm ra được nguyên nhân. Và cái thứ tư là nó có hình ảnh UIP, tức là trên các lớp vi tính có hình ảnh UIP hoặc trên sinh thiết có hình ảnh UIP. Khi thỏa mãn các cái tiêu chí như thế này thì chúng ta gọi là một cái bệnh phổi sơ phổi nguyên phát. Và cũng một cái kết luận của một cái hiệp hội lồng ngực Mỹ rồi châu Âu vân vân, người ta đã đưa ra một cái kết luận là gì? Khi có hình ảnh điển hình của UIP trên trục các lớp vi tính cộng với việc kết hợp các thông tin lâm sàng sẽ giúp cho việc chẩn đoán chắc chắn IPF không cần sinh thiết. Và cái khả năng đó khoảng 50-60%, tức là 50-60% bệnh nhân IPF không cần sinh thiết mà chỉ cần vào khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Phổi Trung ương là có thể chẩn đoán được. Về mặt triệu chứng, bởi vì hình ảnh nó phụ thuộc vào sự tưởng tượng của con người, cho nên người ta có rất nhiều cách, có rất nhiều tên để mô tả các tổn thương trên phim. Ở đây tôi chỉ đưa ra một vài các cái tác giả mà tương đối nổi tiếng thôi. Ví dụ, có một cái tác giả, người ta đưa ra rằng hầu hết 50% các trường hợp IPF sẽ có hình ảnh điển hình của UIP, tức là tổn thương nằm chủ yếu ở dưới màng phổi hai bên và nằm ở thấp, chủ yếu dưới màng phổi và phần thấp. Đấy là vị trí tổn thương. Thứ hai, có hình ảnh tổ ong. Ngoài hai cái đặc trưng đó ra, có thể có một số hình ảnh khác gợi ý chỉ điểm rằng có sơ, ví dụ như giãn phế quản hoặc là các dấu hiệu hình lưới. Và tuyệt đối các hình ảnh sau đây không được phép có, ví dụ như hình ảnh khảm tới máu, hình ảnh bẫy khí, rồi nốt lan tỏa, rồi hình ảnh kính mờ bên ngoài khu vực có sơ. Nó giống như là bài trình bày của giáo sư lúc đấy, hình ảnh kính mờ ở đây được khống chế rất tốt. Khi nó vượt quá bao nhiêu phần trăm, lập tức người ta phải nghĩ căn nguyên khác. Đấy. Thì cái tác giả này, là tôi không nhầm thì như là ông Martinez. Một cái tác giả khác cũng tương đối nổi tiếng, đó là ông Richard Webb.
trong cái phần tái bản gần đây nhất thì ông ta đưa ra các cái dấu hiệu của IPF trên chủ các lớp vi tính phân giải cao. Thứ nhất là các cái dấu hiệu gợi ý sơ, các dấu hiệu chỉ điểm sơ phổi. Sơ phổi không phải là nhìn thấy sơ, mà người ta nhìn thấy những hình ảnh nói với chúng ta rằng đấy là sơ ở phổi. Thì những hình ảnh gợi ý sơ ở phổi là, thứ nhất, chúng ta có hình ảnh tổ ong, đạn phế quản co kéo, tiểu phế quản co kéo, dày tổ chức kẽ trong tiểu thủy bất thường, hoặc dày các vách liên tiểu thủy, hoặc ở đây tôi tạm dịch là dấu hiệu liên bề mặt, tức là bề mặt tiếp xúc giữa phế quản và nhu mô phổi, giữa nhu mô phổi và màng phổi nó không đều, nó bị co kéo. Một số người khác thì gọi là dấu hiệu hình răng cưa, nó như cái răng cưa tí chúng ta xem, hoặc một số người khác thì nó gọi là dấu hiệu hình con tem, tức là cái bờ của cái tem xé nó lam nham. Tức là gì? Tùy theo sự tưởng tượng của mỗi người chúng ta đưa ra những cái tên gọi khác nhau. Tôi không muốn đi sâu vào những việc đó, nó làm rối trí của các bạn. Mà ở đây dấu hiệu của IPF là những dấu hiệu gợi ý sơ, trong đó honeycombing, giãn phế quản và giãn tiểu phế quản. Ngoài ra có thể gặp đó là hình kính mờ. Và cũng như tác giả trước, người ta khống chế hình kính mờ rất chặt. Hình kính mờ này chỉ nhìn thấy, thường nhìn thấy ở khu vực có sơ thôi. Còn outside, bên ngoài khu vực đó, nếu xuất hiện lập tức chúng ta phải có chẩn đoán phân biệt ngay. Cũng tác giả này, người ta nhấn mạnh đến vị trí tổn thương ở ngoại vi dưới màng phổi là hầu hết, và phần thấp của phổi và ưu thế ở phía sau. Đấy là cái tác giả, cái ông Richard Webb để ông đưa ra các cái dấu hiệu của IPF. Chúng ta làm quen với cái hình ảnh, chúng ta làm quen với cái hình ảnh các lớp vi tính phân giải cao, chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh điển hình của cái bệnh lý UIP. Sau đó chúng ta sẽ lần lượt phân tích từng dấu hiệu một. Thứ nhất là phân bố của tổn thương. Đây là các lát cắt từ trên xuống dưới, qua khí quản, qua trạc ba, rồi xuống dưới đáy phổi, vì đây nó chạm vào cái vòng mạch và tim rồi. Như vậy, trên các lát cắt như thế này chúng ta sẽ thấy được tổn thương chủ yếu nằm ở phía thấp. Nằm ở phía thấp, trong đó các cái nhát cắt ngang khí quản và trạc ba khí phế quản thì chúng ta thấy tổn thương rất rất ít. Tổn thương chủ yếu nằm ở phía thấp và ở phía sau. Trên một cái phim dựng như là cái phim chụp X-quang ấy, chúng ta hình dung thì chúng ta nhìn thấy gì, sự phân bố của tổn thương theo một cái gradient đỉnh và đáy phổi. Hầu hết các tổn thương nằm ở phía sau, phía dưới. Chúng ta nhìn thấy rất rõ, nó nằm ở phía dưới. Trong đó các lát cắt ở phía trên có nhưng rất ít. Đấy là đặc tính phân bố đầu tiên của tổn thương, phân bố ở phía thấp. Đấy là đặc trưng thứ nhất. Đặc trưng thứ hai là về mặt hình thái tổn thương. Như đã nói ở phần trước, tức là tùy theo sự tưởng tượng, chúng ta sẽ có nhiều tên gọi khác nhau. Trong chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh của chúng tôi, nó có một cái bức tranh nổi tiếng với một cái tiêu đề chú thích ở phía dưới. Đây là người tình của bạn hay đây là mẹ của bạn? Tức là gì? Nhìn kỹ thì ra một cô gái rất xinh, nhưng nếu nhìn tối mồ thì ra một bà cụ già nua rất xấu xí. Tức là nó phụ thuộc vào sự tưởng tượng của mỗi một cá nhân. Nhưng trong IPF người ta nhấn mạnh, người ta nhấn mạnh đến một vài các dấu hiệu. Thứ nhất là người ta dấu hiệu giãn phế quản co kéo. Đây là hình ảnh giãn phế quản co kéo, chúng ta nhìn cái thành phế quản này nó giãn rộng ra trên một đoạn dài. Cái thứ hai là thành phế quản nó bị co kéo không đều. Đây là các cái dấu hiệu của giãn phế quản co kéo. Đó. Cái hình ảnh thứ hai mà chúng ta có thể nhìn được và cũng rất quan trọng, đó là hình ảnh tổ ong, hình ảnh honeycombing. Hình ảnh tổ ong được định nghĩa là các cái kén thành dày nhỏ sát màng phổi, có thể single hoặc double layer, một hoặc vài lớp khác nhau sát màng phổi. Thì trên phim này chúng ta có thể nhìn thấy các cái tổn thương ở ngay sát màng phổi, các cái tổn thương sát màng phổi, mũi tên đen trên hình A. Đó, đó là các cái hình tổ ong, nó nằm ngay sát dưới màng phổi. Và ngoài cái hình này ra, chúng ta có thể thấy một chút hình lưới, tổn thương lưới và hình ảnh kính mờ. Nhưng ở đây giãn phế quản co kéo và hình ảnh tổ ong là những hình ảnh đặc trưng, là những hình ảnh rất gợi ý cho chúng ta IPF.
có thể liệt kê ra một loạt các cái dấu hiệu khác. Nhưng ở đây hình ảnh tổ ong và sự phân bố của tổn thương là những dấu hiệu rất rất được gợi ý. Đặc biệt lưu ý, hình ảnh kính mờ phải là ít, không được phép nhiều, tức là không được phép vượt quá cái vùng mà có tổ ong, có giãn phế quản. Nó nằm ngoài khu vực đấy là lập tức chúng ta sẽ phải nghĩ sang một cái bệnh lý khác. Các tổn thương khác có thể kể tới giãn phế nang, khảm tuyến máu đông đặc, vân vân, một chút canxi hóa ở trong cái vùng sơ hóa và thậm chí là có hạch. Nhưng trong một cái chừng mực nào đó, ví dụ đông đặc nhu mô phổi chỉ được phép xuất hiện: một, khi nó bội nhiễm; hai, trong đợt cấp; ba, hoặc nó suy tim; bốn, nó mọc ra ung thư trên nền cái IPF. Còn không có những căn nguyên đấy mà thấy đông đặc thì chúng ta lại nghĩ sang bệnh khác, chứ lại không phải là UIP. Chúng ta xem lại một lần nữa tất cả những hình ảnh như dày vách, dày tổ chức kẽ, hình tổ ong, để chặt chẽ tránh cái việc áp dụng tùy tiện. IPF thì đúng là như giáo sư nói là ngày có xu hướng càng nhiều, nhưng không phải gặp ai, gặp phim nào cũng IPF cả. Như thế chúng ta sẽ bị khủng hoảng mất. Chúng ta sẽ bị khủng hoảng, gặp đâu cũng thấy sơ phổi. Cho nên các cái hiệp hội lồng ngực Mỹ, rồi một số các cái hiệp hội hô hấp châu Âu vân vân, người ta họp, người ta thống nhất và người ta đưa ra các cái tiêu chí rất chặt chẽ để có thể chẩn đoán, có thể định hướng được IPF. Chúng ta xem ở cái dòng đầu tiên, người ta yêu cầu bắt buộc phải đủ 4 tiêu chí này, thì lúc đó chúng ta có thể confident, có thể khẳng định với nhau một cách chắc chắn về mặt hình đái là có UIP, tức là có một cái viêm phổi kẽ thông thường đấy ạ. Trên các lớp vi tính thì trong đó ví dụ như là phải có tổn thương ở dưới màng phổi, tổn thương ở phần thấp, có bất thường lưới, cái này thì rất hay có rồi. Và đặc biệt phải có hình ảnh tổ ong có hoặc không kèm theo giãn phế quản. Hình ảnh tổ ong và cái giãn phế quản. Và đặc biệt họ phải liệt kê ra một loạt các cái hình ảnh không được phép có. Nếu có, lập tức phải nghĩ sang bệnh khác. Như vậy, trên các lớp vi tính phân giải cao, IPF đặc trưng, thứ nhất về mặt vị trí là tổn thương ở ngoại vi sát màng phổi, thứ hai là tổn thương chủ yếu ở phần thấp, ở đáy phổi. Nếu tổn thương không ở đáy, nó có xu hướng ở giữa hoặc ở phía trên cao, lập tức tư duy chúng ta phải nghĩ tới HP mãn tính, tức là cái viêm phổi tăng cảm thể mãn tính. Đây là tính đặc trưng thứ nhất, thấp hay cao. Nếu thấp, nghĩ đến UIP. Nếu cao, lập tức khả năng đầu tiên, HP chronic. Khả năng thứ hai, nếu sơ hóa xuất hiện ở phía trên, khả năng thứ hai, lập tức sarcoidosis sơ hóa. Cho nên, tiêu chí đầu tiên, thấp hay cao, đáy hay đỉnh, dưới hay trên, giúp chúng ta co tổn thương lại. Nó là sarcoidosis HP mãn tính hay nó là IPF. Thứ hai, ngoài vị trí tổn thương, chúng ta có hình thái tổn thương. Trong hình thái tổn thương, tiêu chí quan trọng được rất nhiều tác giả nhấn mạnh đó là hình ảnh tổ ong, honeycombing, có hoặc không có kèm theo giãn phế quản co kéo. Đây là hình ảnh gián tiếp nói với chúng ta rằng có sơ tại phổi. Đây là hình ảnh gián tiếp nói với chúng ta rằng có sơ tại phổi. Trong đó hình ảnh honeycombing, hình ảnh tổ ong rất rất quan trọng. Vì nó giống như cái tổ ong thôi, không có vấn đề gì làm chúng ta phải suy nghĩ cả. Chúng ta trở lại hình, đây là giãn phế quản. Các cái kén sát màng phổi là chúng ta phải nghĩ tới hình ảnh tổ ong. Hình ảnh tổ ong đóng một vai trò rất rất quan trọng. Rất rất quan trọng. Như vậy, đối với hình ảnh các lớp vi tính phân giải cao của IPF, hôm nay chúng tôi nhấn mạnh đến vị trí tổn thương và hình thái tổn thương, trong đó có hình ảnh tổ ong. Hình ảnh tổ ong rất có giá trị, nhưng chúng ta rất hay nhầm với các cái hình khác giống như hình tổ ong. Ở đây chúng ta làm một vài cái để chúng ta phân biệt. Một bên có hình tổ ong, một bên là có hình tổ ong, một bên kia cũng có hình tổ ong, nhưng nó phân bố ít hơn và không điển hình hơn. Chúng ta sẽ lần lượt xem một vài căn nguyên. Thứ nhất, hình ảnh tổ ong cần phân biệt với giãn phế quản. Một bên là cái hình tổ ong, một bên là hình ảnh giãn phế quản.
ở đây có một vài điểm chúng ta cần lưu ý. Một, cái hình ảnh tổ ong bao giờ nó cũng sát dưới màng phổi. Cái hình ảnh giãn phế quản bao giờ cũng thế, nó phân bố theo thùy. Và trên các lát cắt liên tục chúng ta thấy nó xuất hiện, chứng tỏ nó là một hình ống. Hình ống. Còn hình ảnh tổ ong nó không xuất hiện liên tục trên các lát cắt mà nó thay đổi. Và đặc trưng của cái hình giãn phế quản bởi vì đường dẫn khí phân bố theo thùy, theo phân thùy. Cho nên bao giờ cũng thế. Nó có tính thùy, tính phân thùy. Còn đằng kia nó không có tính thùy và tính phân thùy và nó ở ngoại vi. Đấy là điều đầu tiên để chúng ta phân biệt hình ảnh tổ ong với hình giãn phế quản. Cái thứ hai chúng ta hay gặp mà chúng ta cần phải phân biệt đó là hình ảnh tổ ong và hình giãn phế nang. Giãn phế nang nó có nhiều loại nhưng trong đó có hai hình thái giãn phế nang làm cho chúng ta nhầm lẫn. Đó là giãn phế nang cạnh vách và giãn phế nang trung tâm tiểu thùy. Còn cái giãn phế nang toàn tiểu thùy thì không bao giờ nhầm với hình tổ ong cả. Và một điều rất đơn giản có thể sử dụng được là giãn phế nang trung tâm tiểu thùy hoặc giãn phế nang cạnh vách ấy, nó sát vách. Bao giờ nó ở trên cao. Không có cái giãn phế nang cạnh vách hoặc giãn phế nang trung tâm tiểu thùy nào nằm ở dưới đáy phổi cả. Cho nên khi nhìn thấy nó nằm ở dưới đáy phổi mà nhất là cái thành của nó rất dày, còn đây cái thành nó rất mỏng, thì chúng ta phải nghĩ đó là honeycombing. Thậm chí có những cái hình tổ ong người ta nói là nó đến 2,5 cm. Chúng ta cũng không thể nào nhầm lẫn được. Đấy là hình giãn phế nang. Giãn phế nang không bao giờ ở đáy phổi cả, trừ các cái bóng giãn phế nang tương thì nó ở đáy, hoặc là cái giãn phế nang toàn tiểu thùy thì nó lại không có cái hình bóng để chúng ta nhầm. Mà chúng ta chỉ nhầm giãn phế nang trung tâm tiểu thùy và giãn phế nang cạnh vách thì chúng ta chỉ cần nhìn qua lát cắt ở phía trước chạc bà hay thì lập tức nó thấy sẽ bóng giãn phế nang ngay. Trong đó cái hình này thành nó dày và nó nằm rất thấp, ngược lại cái này nằm rất cao, trên khả năng đấy hầu như không bao giờ xảy ra được. Cuối cùng chúng ta cần phải phân biệt hình ảnh tổ ong và các cái bệnh lý tạo kén ở phổi, cystic disease. Trong các bệnh lý tạo kén ở phổi chúng ta phải kể tới ung thư chân bạch mạch, viêm phổi kẽ có tăng sinh lympho hoặc là tổ chức bào X hoặc là Burdock Dubé chẳng hạn. Đấy là những cái bệnh mà nó sinh ra các cái kén ở phổi thì nó khác hoàn toàn với hình tổ ong. Chúng ta nói như vậy để chúng ta dễ. Cái hình tổ ong ấy nó ở dưới thấp và sát màng phổi, trong đó cái hình kén kia nó phân bố lan tỏa đều khắp các nhu mô phổi, không bao giờ nó nằm sát màng phổi cả. Cho nên cái khả năng phân biệt với các bệnh lý tạo kén hầu như không phải đặt ra. Về mặt lý thuyết thì tôi vẫn cứ đưa vào. Thế nhưng mà trong thực hành thì rất rất ít khi chúng ta phải đặt ra cái phân biệt như vậy. Một lần nữa, chúng ta trở lại cái khuyến cáo của ITS. Chúng ta trở lại cái khuyến cáo của ITS. Chúng ta tập trung vào cái hình ảnh honeycombing. Khi có hình ảnh honeycombing, lập tức chẩn đoán của chúng ta có thể chắc chắn. Nhưng nếu cũng từng đấy hình ảnh mà mất đi honeycombing, lập tức chúng ta chỉ có thể gợi ý có khả năng. Có khả năng đấy ạ. Tức là khi chúng ta đi hội chẩn hoặc thinh kinh trong đầu, cái này chưa chắc đâu, có thể thôi. Tức là gì? Khi không thấy honeycombing, giá trị của honeycombing rất lớn. Vì thế nên nó mới sinh ra nhiều chữ, nhiều hình để chẩn đoán phân biệt. Nhưng không phải trường hợp nào IPF cũng có honeycombing. Chúng ta đòi hỏi một cái thứ cũng không phải lúc nào cũng có được. Và chúng ta để ý ở những giai đoạn sớm, chẳng hạn đây trên cùng một bệnh nhân theo dõi sau 3 năm, 5 năm đấy, chúng ta nhìn thấy tổn thương bắt đầu nó sẽ nhiều lên, nó vẫn sát màng phổi nhưng nó sẽ bắt đầu nhiều lên. Và chúng ta thấy bắt đầu xuất hiện các cái giãn tiểu phế quản ở sát ngoại vi. Chúng ta thấy và có thể maybe có một xíu honeycombing, not typical, nó không điển hình. Nhưng chúng ta thấy, tức là cái slide này muốn nói với chúng ta rằng ngày hôm nay chưa thấy thì hãy theo dõi, đến ngày sau có thể sẽ thấy. Chúng ta cũng không đòi hỏi được tại một thời điểm chúng ta có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, mà chúng ta sử dụng thời gian, chúng ta có sử dụng các cái hội đồng chuyên gia để cùng trao đổi, và thậm chí nếu chúng ta nóng lòng chúng ta có thể xin thiết. Cuối cùng, chúng ta có một cái hình ảnh để chúng ta giúp chúng ta phân biệt giữa một cái có tổ ong và một cái hình lưới kính mờ giãn tiểu phế quản, giãn phế quản nhưng không có hình tổ ong. Chúng ta thấy kén sát màng phổi. Kén sát màng phổi vào một bên không có. Về mặt biến chứng, có
hai biến chứng người ta hay nói đến, đó là viêm phổi hoặc là u phổi. Thế còn ngoài ra thì có thể đợt cấp hoặc có thể suy tim, nhưng ở đây tôi muốn nói đến viêm phổi hoặc u phổi với một cái mục đích nó khác. Đây là trường hợp một cái bệnh nhân mà có một cái vùng đông đặc nó tương đối mãn tính, nó nằm bên trái ở trên một cái bệnh nhân, và sau đó rồi người ta sinh thiết ra thì nó là một cái ung thư phổi, sinh thiết ra là một cái ung thư phổi. Ở đây thì tôi không muốn nói nhiều về biến chứng, nhưng tôi muốn nói là gì? Cái ví dụ này nói với chúng ta rằng để chẩn đoán một cái IPF, chúng ta cần có nhiều series phim tại nhiều thời điểm khác nhau. Ngày hôm nay người ta vào xuất hiện có đông đặc thì chúng ta ngồi thảo luận với nhau, có đông đặc à, không điển hình. Nhưng ngày mai chúng ta phát hiện ra cái hình đông đặc này là viêm phổi thì nó lại là hình ảnh điển hình. Ngày hôm nay có cái hình ảnh đông đặc, xong đến tối sinh thiết nó ra ung thư, thì những hình ảnh chỗ khác là hình ảnh điển hình của IPF. Chúng ta xem một cái phim chuỗi, xem tại nhiều thời điểm thì lúc đó cái khả năng chẩn đoán nó sẽ tăng lên rất nhiều. Tại một cái thời điểm nhất định, bệnh nhân vào viện chúng ta cũng rất khó nếu chỉ dựa vào hình ảnh để nói một cái hình đông đặc này là viêm phổi, là ung thư hay nó là suy tim. Rất rất khó. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến cái ví dụ này để muốn nói rằng gì? Các hình ảnh rất cần xem nhiều phim tại các thời điểm khác nhau. Có thể hôm nay bệnh nhân cấp, vào cấp, khó thở, phim nó hơi xấu. Nhưng đến cuối đợt hoặc đợt sau bệnh nhân dễ thở, phối hợp tốt, phim nó đẹp, lúc chúng ta bình tâm, chúng ta xem, chúng ta lại phân tích. À, hình ảnh này là hình ảnh do nhiễu, hình ảnh này là hình ảnh do đợt cấp, hình ảnh này là hình ảnh do bội nhiễm. Để kết thúc phần trình bày của tôi muốn đưa ra một cái slide trong phần trình bày của giáo sư Travis khi kết luận về tổn thương HRCT của IPF là hình ảnh tổ ong ở dưới đáy, phần thấp của phổi trên các lớp vi tính có giá trị rất cao để nói rằng UIP. Khi có UIP rồi, cộng với lâm sàng không có các cái bệnh lý nền khác hoặc không có các yếu tố tiếp xúc khác, thì lúc đó rất rất có khả năng đó là IPF. Tức UIP trên các lớp cộng với khai thác tiền sử, cộng với tìm kiếm bệnh nền, nếu không có, lúc đó chúng ta mới nói được IPF. Và trong trường hợp có UIP trên các lớp vi tính thì cái khả năng sinh thiết phổi ít khi được đặt ra. Và hai câu kết luận cuối cùng, thí dụ như là tiên lượng xấu và điều trị cũng không phải là có hiệu quả cao, thì câu này xin nhường lời cho bài trình bày của thầy Hưng rồi. Và ở đây một lần nữa tôi nhấn mạnh lại, không phải tất cả các đều có hình ảnh honeycombing. Trên đây là phần trình bày của tôi, một vài cái tài liệu tham khảo đây, muốn cho các bạn ai yêu thích, ai tò mò về cái bệnh phổi kẽ này, các bạn có thể tìm kiếm các tài liệu này trên mạng. Ví dụ như là một cái atlas về chẩn đoán bệnh phổi, nó tiếp cận rất là nhiều phương tiện. Hoặc là cái thực hành tiếp cận bệnh phổi kẽ, cái này cũng hay. Cái này thì là của một cái ông David King, là một, gần như là một cái người cha, một cái ông già kinh điển trong lĩnh vực này. Mặc dù bây giờ nó không được update lắm, thế nhưng mà các cơ bản của cái tài liệu này rất hay. Và một cái phiên bản đặc biệt về hình ảnh của cái tác giả Martinez, người ta viết về cái bệnh phổi này cũng rất là thú vị. Và cuối cùng thì cũng là một cái rất là quen thuộc, đặc biệt là với tiến sĩ Công, đó là cái chủ các lớp vi tính phân giải cao của giáo sư Richard Webb. Tôi hơi rông dài một chút về những cái tài liệu tham khảo này, để nếu chúng ta tò mò, chúng ta tìm kiếm đọc, thì giữa chúng ta sẽ có một cái tiếng nói chung, chúng ta rất dễ hiểu. Và một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm của các chị và các bạn đồng nghiệp. Xin hết. Cảm ơn bài trình bày của bác sĩ Khôi. Một bức tranh toàn cảnh về chụp các lớp vi tính độ phân giải cao đối với IPF hay là UIP. Ở đây thì quả thật là với một cái thời gian như thế này mà anh Khôi cung cấp một cái khối lượng hình ảnh như thế này, thì có lẽ là nếu như các bạn mà không phải chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh ấy, thì có lẽ là tàu hỏa nhập ma, đúng không? Cũng rất là khó. Nhưng mà phổi kẽ là như thế.
Và có những cái thì hôm nay anh Khôi anh cũng gọi là rất cao hứng. Thế cho nên là chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề này sau. Nhưng mà có hai cái thì tôi cũng góp ý luôn. Cái thứ nhất ý, là cái thuật ngữ mà giãn phế quản, co kéo ấy. Thì bây giờ các thầy ở trong gọi là Fletcher đã định nghĩa lại rất rõ. Đấy là chúng ta phải định là giãn phế quản do kéo. Tức là do nó bị co kéo. Thì ở đây ý người ta muốn nói nên là giãn phế quản bị động. Bình thường nếu giãn phế quản chủ động tức là thành phế quản, sụn phế quản bị phá hủy và giãn. Nhưng ở đây là do tổ chức sơ ở xung quanh nó co kéo thì nó gây một cái giãn phế quản bị động. Và trong cái chẩn đoán SARS-CoV-2 vừa rồi thì cái đó được nhắc lại cũng rất là rõ. Tức là Jackson bronchocentesis tức là giãn phế quản do kéo, hay là nếu gì trong tiếng Việt là do bị co kéo, tức là bị động. Thì đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai ấy, thì ở đây ấy, thì cái chỗ này cũng rất tiếc là anh Khôi cũng nói cũng hơi nhanh. Tức là ở đây chúng ta phải hình dung là bây giờ nhiều bạn thì cứ hỏi là UIP là cái gì, IPF là cái gì. Thế thì UIP nó là một cái viêm phổi kẽ thông thường. Và cái này rất hay gặp. Còn IPF ấy, thì đấy nó là được từ tình trạng. Tức là sơ phổi vô căn thì chỉ là một căn nguyên của viêm phổi kẽ thông thường thôi. Thì cái đấy các bạn trẻ đến này chắc là cũng nghe nhưng mà cũng cần phải hiểu được như thế. Còn đương nhiên là cái bài tổng quan của anh Khôi đưa ra rất nhiều các vấn đề, các căn nguyên khác nhau. Nhưng ở đây chúng ta phải nói rất rõ như thế. Và thông thường ấy, nếu như mà đã nói đến IPF ấy, thì người ta nói đến căn nguyên là nguyên phát chứ không phải là thứ phát. Bệnh phổi kẽ nơi khác kéo đến thì câu chuyện nó khác. Còn bộ bệnh phổi kẽ mà xảy ra tại cái tổ chức kẽ thì nó lại câu chuyện khác. Thì cái đó là tôi cũng muốn nhấn mạnh như thế. Để tiếp theo chương trình thì đến bài trình bày của tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc. Đó là hiệu quả điều trị của Litendanit ở bệnh nhân sơ phổi vô căn từ lý thuyết đến thực hành. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa thầy Hưng, kính thưa thầy Nhung, cùng các thầy các cô với cả các anh các chị các bạn ở hội trường cũng như ở các đầu cầu. Tôi xin trình bày về phần hiệu quả điều trị của Nitedanib ở bệnh nhân sơ phổi vô căn từ lý thuyết đến thực hành. Hy vọng là cái phần trình bày này cũng không làm mọi người buồn ngủ vì cũng 3 giờ. Thứ nhất thì tôi xin đến bắt đầu bằng một ca bệnh là bệnh nhân nam 61 tuổi nhập viện vì khó thở. Bệnh nhân này năm chẩn đoán và điều trị nhiều đợt viêm phế quản và COPD. Và bệnh nhân có tiền sử hút thuốc 7-3 năm và đã bỏ. Khi vào viện thì bệnh nhân có những biểu hiện là lâm sàng, bệnh nhân khai là bệnh nhân có khó lâm sàng, có khó thở khi gắng sức. Và sau đó thì nó tăng dần lên đến mức khó thở khi sinh hoạt. Và bệnh nhân chỉ có ho khan thôi. Nghe phổi thì có hai phổi có nhiều răn nổ hai đáy. Và chúng ta nhìn thấy ở trên phim này ạ, rõ ràng là một bệnh nhân mà vào viện khám vì khó thở thì đương nhiên là mình sẽ chụp một cái phim phổi. Và trên cái phim phổi này thì mình thấy là rõ ràng là nó không bình thường. Cái đáy phổi này nó có rất là nhiều đường mờ ở hai đáy này. Thế này là bất thường quá rồi. Thì ngay lập tức bệnh nhân được chụp một cái phim cắt lớp vi tính lồng ngực. Cái này có thể là hơi giống phim của anh Khôi. Thì chúng ta nhìn thấy là ở những cái lát ở phía trên ấy, thì chúng ta thấy có thể nhìn rất là nhiều tổn thương sơ. Như bác sĩ Khôi đã nói. Và càng xuống phía dưới thì cái tổn thương nó càng nhiều hơn. Và đây là cái phim dựng ảnh thì chúng ta thấy rằng là tổn thương ưu thế ở phía dưới và sát màng phổi. Thì bệnh nhân này được tiếp tục làm các xét nghiệm về chức năng thông khí phổi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái FEV1 ấy đạt được 78%, nghĩa là bệnh nhân này không có tắc nghẽn. Bệnh nhân có FVC đạt 73%, TLC 75%. Tuy nhiên thì cái DLCO của bệnh nhân rất là thấp, chỉ có 32% thôi. Và 6 phút đi bộ bệnh nhân chỉ có 590m, nhưng mà cái bão hòa oxy trong khi 6 phút đi bộ là nó sẽ giảm xuống 84%. Thế thì tổng một cái rối loạn chức năng thông khí phổi này đó là một cái rối loạn thông khí hạn chế. Và điều đặc biệt là cái khuếch tán khí qua màng phế nang mao mạch giảm rất là nặng với mức 32%. Dưới 40% là mình đã khuyến cáo bệnh nhân đi ghép phổi rồi đấy ạ. Còn bệnh nhân này chỉ có 32%. Và chúng ta cần lưu ý là cái bão hòa oxy của bệnh nhân khi mà bệnh nhân thực hiện cái kỹ thuật là 6 phút đi bộ thì nó giảm xuống đến 84%. Thì bệnh nhân này được làm thêm các xét nghiệm khác thì ta thấy tình trạng nhiễm trùng là không có. Và bệnh nhân cũng đã được làm các bệnh tự miễn như ANA âm tính, RF và anti-CCP âm tính. Bệnh nhân đã được mang qua cái hội đồng MDD của Bệnh viện Phổi Trung ương và được đây chẩn đoán là bệnh phổi sơ căn. Bệnh sơ phổi vô căn idiopathic pulmonary fibrosis mà điều mà chúng ta hay gọi là IPF. Thế thì sơ phổi vô căn là gì mà chúng ta lại nhắc nhiều thế? Thế thì cái định nghĩa này thì là một định nghĩa quốc tế và đã được thầy Hưng nhắc rồi. Chúng ta hiểu rằng là thứ nhất là bệnh phổi vô căn là một bệnh mà chúng ta không tìm được căn nguyên.
và lý do của nó là các tổn thương phế nang lặp đi lặp lại thì dẫn đến một cái đáp ứng sơ lệch lạc, như là một cái hàn gắn nhưng mà hàn gắn lệch lạc và dẫn đến là cái sơ phổi vô căn và suy giảm chức năng phổi. Và chúng ta hiểu sơ phổi vô căn mà khi đã xuất hiện tổn thương như thế này rồi là tổn thương vĩnh viễn không bao giờ hồi phục. Những cái gì mà đã mất đi rồi là mất đi và không bao giờ lấy lại được. Thì bệnh phổi, sơ phổi vô căn có phải là bệnh hiếm hay không? Thì thứ nhất ở Mỹ thì ở những người từ 18 đến 64 tuổi chúng ta gặp 13 đến 18 trên 100 ngàn dân. Nhưng ở trên 65 tuổi thì chúng ta gặp là 202 cho đến 494 người trên 100 nghìn dân. Tỷ lệ mắc lao ở Việt Nam là chỉ là có 10 đúng không ạ? 10 trên 100 nghìn dân, à 100 trên 100 nghìn dân. Chứ mà trên 65 tuổi thì là 202 trên 495. Và người ta tính rằng là nó đã tăng lên 2 lần so với 10 năm trước. Thứ ba nữa là tỷ lệ tử vong do sơ phổi vô căn là 40.000 một năm ở Mỹ, nhiều hơn một cái ung thư vú, là một ung thư đứng hàng đầu thế giới. Tại UK thì năm 2017 thì tỷ lệ tử vong do IPF chiếm 1% trong tổng số tất cả các nguyên nhân tử vong. Và bệnh đã tăng lên 30% từ năm 2000 đến 2008. Ở các khu vực, các nước Đông Nam Á thì tỷ lệ mắc bệnh ít hơn. Và có thể là do số liệu của chúng ta cũng không được đầy đủ tốt như là khu vực châu Âu với các nước Mỹ. Thì người ta có những số báo cáo là khoảng 4 trên 100.000 dân. Thế thì bệnh này thì không phải là bệnh hiếm nữa. Nó chỉ là không phổ biến thôi. Chứ còn nó không thể nào là một bệnh hiếm nữa cả. Về tiên lượng bệnh thì như thế nào ạ? Thì như giáo sư cũng có trình bày ở những slide trước, chúng ta hiểu rằng là cái sơ phổi vô căn này thì tiên lượng bệnh thì chỉ đứng ở sau cái ung thư tụy và ung thư phổi thôi. Và nó là tiên lượng bệnh xấu nhất trong tất cả các nguyên nhân về về bệnh phổi mô kẽ. Trong các bệnh phổi mô kẽ thì IPF là có tiên lượng xấu nhất và thời gian sống trung bình 3 năm sau khi được chẩn đoán. Và theo một cái báo cáo của Mỹ năm 2018 thì người ta ước tính rằng là cái sơ phổi vô căn này chiếm khoảng 20% trong tổng số các bệnh phổi mô kẽ. Và tiêu chuẩn chẩn đoán theo ATS năm 2018 thì tiêu chuẩn chẩn đoán của bệnh phổi mô kẽ nó gồm có 3 yếu tố. Một là phải loại trừ các bệnh phổi kẽ có nguyên nhân khác và có một trong hai các yếu tố sau. Một là có tổn thương UIP trên HRCT hoặc là có kiểu hình trên HRCT và trên giải phẫu bệnh phù hợp với chẩn đoán IPF. Nghĩa là có tổn thương về kiểu hình trên HRCT và IPF, có tổn thương UIP hoặc possible UIP. Thế thì về mặt chẩn đoán thì chúng ta sẽ đi theo các bước. Một là phải loại trừ các bệnh phổi kẽ có nguyên nhân khác. Khi mà chúng ta đã tính đến việc loại trừ các bệnh phổi kẽ có nguyên nhân khác thì bao giờ chúng ta phải cân nhắc đến cái tiền sử tiếp xúc, sở thích và nghề nghiệp của người bệnh để loại trừ các yếu tố, các bệnh phổi tăng cảm do chim, do nấm mốc, có bệnh phổi do khí, do bụi nghề nghiệp. Thứ hai là chúng ta sẽ phải quan tâm đến bệnh nhân có tiền sử dùng thuốc hay không, vì những bệnh nhân dùng thuốc thì cũng có thể là gây bệnh phổi mô kẽ. Thì chúng ta có thể gặp thường xuyên, các sách vở thì hay nói với chúng ta nhất là amiodarone và methotrexate, nhưng trên lâm sàng thì chúng tôi gặp rất nhiều những bệnh nhân điều trị hóa chất, các điều trị ung thư và các thuốc điều trị ức chế miễn dịch. Và cũng phải loại trừ là những bệnh phổi mô kẽ có nguyên nhân đó là bệnh tự miễn, thì chúng ta cần phát hiện đó dựa vào các tổn thương thực thể trên lâm sàng và dựa vào các tự kháng thể ANA ở trong máu ạ. Về HRCT, tiêu chuẩn thứ hai trong ATS đó là UIP. Thì như bác sĩ Khôi vừa nói, UIP là một cái tổn thương nó phải phân bố ưu thế dưới màng phổi ở đáy, không đồng nhất. Và hình thái tổn thương đó là hình thái tổn thương tổ ong, phải có honeycombing và có hoặc không kèm theo giãn phế quản, tiểu phế quản co kéo. Về mặt mô học, mô học thì đây là một cái tổn thương mô học điển hình của một bệnh nhân UIP. Thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy là biến dạng cấu trúc và tổn thương sơ ưu thế dưới màng phổi ạ. Tổn thương sơ ưu thế dưới màng phổi. Thứ hai là các tổn thương không đồng nhất với sơ hóa tiến triển tổ ong xen kẽ với nhu mô phổi bình thường. Những khu vực mà màu xám như thế này là tổ ong ạ. Đây là những khu vực sơ hóa và xen kẽ như với những vùng phổi bình thường. Và thứ ba, giống như một cái slide của trong thầy Hưng, thì có những ổ nguyên bào sợi và nguyên bào sợi cơ. Đấy là những đặc điểm đặc trưng của bệnh IPF. Và trên về mặt hình ái thì người ta gọi là tổn thương UIP, là hình thái viêm phổi kẽ thông thường, thì là đặc trưng bằng các ổ nguyên bào sợi và nguyên bào sợi cơ. Thế thì làm thế nào để chúng ta, các bước để chúng ta chẩn đoán một ca sơ phổi vô căn ạ?
Thì khi mà một ca mà nghi ngờ là sơ phổi vô căn thì chúng ta phải đi tìm các nguyên nhân mà có các bệnh viêm phổi kẽ mà có tổn thương khác. Nếu như chúng ta mà tìm mà chúng ta thấy có nguyên nhân khác thì chúng ta sẽ loại trừ đấy là sơ phổi vô căn. Thế còn những trường hợp mà không có yếu tố nguy cơ thì trên HRCT mà chúng ta thấy UIP điển hình thì chúng ta được phép chẩn đoán là sơ phổi vô căn. Thế còn nếu những trên hình ảnh HRCT mà không cho chúng ta hình ảnh UIP điển hình gồm có 4 thành phần như là bài như cái bài trình bày trước của anh Khôi ạ, gồm có honeycombing, tổn thương chủ yếu ở dưới nền phổi, có tổn thương sơ và không có các tổn thương khác. Thế thì trong những trường hợp như thế này mà khi không có được hình ảnh điển hình trên HRCT là UIP thì chúng ta cần phải hội chẩn và lúc đấy chúng ta có thể cần phải làm thêm những các xét nghiệm khác. Như việc là mình chúng ta soi phế quản lấy BAL để loại trừ các bệnh khác hoặc chúng ta sinh thiết phổi mở và cuối cùng thì chúng ta sẽ có được cái kết quả đó là IPF hay là không phải IPF. Tiếp cận thì cũng không khó lắm. Về điều trị, thế thì điều trị cái bệnh này thì điều trị như thế nào? Thì từ xưa đến giờ cho rất nhiều năm thì người ta đã có rất nhiều cái thử nghiệm để tìm được cái thuốc nào điều trị là tốt nhất. Bởi vì rằng là người ta dựa vào cái cơ chế bệnh sinh của bệnh thì người ta đã lựa chọn những cái giải pháp từ giải pháp là chống đông, chống sơ, chống oxy hóa, chống can thiệp vào các tế bào nội mô mạch máu, là có rất là nhiều phương án để xem rằng là những cái thử nghiệm lâm sàng nào thì cho chúng ta kết quả dương tính. Thì hầu hết cho các thử nghiệm lâm sàng là đều cho cái kết quả âm tính và chỉ có hai thuốc thì được khẳng định là có tác dụng đối với sơ phổi vô căn, đó là nitazenib và perfenidone. Và chính bởi vì là nitazenib và perfenidone đã được triển khai và đã được có hiệu quả rất là tốt ở những thử nghiệm lâm sàng, cho nên vào năm 2014 thì hai thuốc này đã được chính thức là FDA của Mỹ thông qua. Và năm 2015 thì perfenidone và nitazenib thì đã được đưa vào guideline điều trị của Hiệp hội ATS lồng ngực Mỹ và các nước châu Âu và kèm theo Nhật Bản và các nước Latin khác, thì họ đã đưa vào guideline và lấy perfenidone và nitazenib làm thuốc điều trị cho IPF. Thế thì vì lý do gì mà những cái thuốc này nó lại có tác dụng? Thì chúng ta đều hiểu rằng là tổn thương mô kẽ ở phổi thì bắt đầu bằng tổn thương ở phế nang. Bắt đầu là sự tổn thương ở phế nang, và cái việc tổn thương phế nang lặp đi lặp lại này thì sẽ dẫn đến là khi có xuất hiện tổn thương thì sẽ xuất hiện cái cơ chế hàn gắn. Và trong cái quá trình hàn gắn này thì họ tiết ra rất nhiều các cytokine. Và cái cytokine này sẽ gây hóa hướng động bạch cầu ở tiểu cầu và lôi kéo các liên mô bào sợi, nguyên bào sợi, lôi kéo các nguyên bào sợi đi theo có sẵn ở đó hoặc đi theo dòng máu, các từ biến đổi từ các tế bào trung mô đến cái vị trí tổn thương. Và các nguyên bào sợi này sẽ phát triển thành các nguyên bào sợi sơ để hàn các nguyên bào sợi này sẽ phát triển thành các nguyên bào sợi sơ để hàn gắn cái vị trí tổn thương. Và nguyên bào sợi và nguyên bào sợi sơ là nơi là những cái tế bào mà tiết rất nhiều collagen và elastin. Và khi mà cái phản ứng hàn gắn này lệch lạc thì nó sẽ tạo nên một cái mô rất là nhiều sợi. Và đấy là lý do làm sao mà sơ và chủ yếu cái tế bào đóng vai trò quan trọng nhất khởi phát trong quá trình này, đó là hình thành cái sự chuyển như là hoạt hóa, biệt hóa và phát triển cái nguyên bào sợi thành nguyên bào sợi sơ, là cái tế bào quan trọng nhất là cái tế bào nguyên bào sợi này. Và cái quá trình mà khi mà phát triển thành rất nhiều mô sợi và mô sơ ở đây thì sẽ cản trở cái việc thông khí qua màng. Thì sản phẩm nitazenib này thì có tác dụng như thế nào đối với cái quá trình mà phát triển sơ? Thì nitazenib này có tác động lên trên 3 thụ thể. Một là thụ thể yếu tố tăng trưởng có nguồn gốc từ tiểu cầu. Thứ hai, thụ thể yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi. Và thụ thể yếu tố tăng trưởng nội mô mạch máu. Thì 3 cái thụ thể này đều tham gia vào việc kích hoạt phát triển của nguyên bào sợi sơ thành nguyên bào sợi sơ, kích hoạt những cái tế bào trung mô phát triển thành nguyên bào sợi. Thì là cái nitazenib này thì đều có tác dụng lên trên cả 3 cái thụ thể, cả 3 cái cytokine này. Thì 3 cái cytokine này đều tham gia vào cái quá trình mà phát triển cái nguyên bào sợi, phát triển và biệt hóa nguyên bào sợi.
Thế thì đấy là một cái giả thiết khi người ta làm nghiên cứu và người ta đấy là cái giả thiết nghiên cứu. Thế thì cái giả thiết nghiên cứu đó thực sự là có đáp ứng được cái mục tiêu là như mọi người kỳ vọng là cái thuốc này khi mà ức chế vào cái quá trình phát triển ức chế để phát triển thành nguyên bào sợi thì nó có thành công hay không? Thì cho đến trước những năm nghiên cứu, đây là một cái nghiên cứu tomorrow. Nghiên cứu tomorrow này thì được đóng lại vào năm 2014, sau đó thì nó lại được mở ra tiếp khi mà nó mở nhãn mở ra để tiếp tục cho những cái người mà đã từng dùng cái thuốc này có hiệu quả thì được theo dõi tiếp về sau. Thì cho đến năm 2017 thì ở cái người ta báo cáo nghiên cứu của cái tomorrow này thì ta ghi nhận rằng là nitidanib thì đã làm chậm lại cái quá trình phát triển bệnh của bệnh sơ phổi vô căn. Ở nhóm mà không điều trị thuốc kháng sơ nitidanib thì cứ trung bình mỗi một năm bệnh nhân sẽ mất khoảng 200ml phổi trên FVC. Thế còn ở nhóm bệnh nhân mà có được điều trị thuốc thì chỉ mất khoảng 120ml thôi. Thì nghĩa là cái khoảng giữa ở đây là khoảng 120ml là sự khác biệt giữa nhóm có dùng thuốc và không dùng thuốc. Không chỉ có tác dụng làm chậm sự tiến trình của bệnh mà nitidanib trong nghiên cứu tomorrow còn ghi nhận rằng là khả năng mắc đợt cấp ở nhóm dùng nitidanib là 30%, thấp hơn rất nhiều so với nhóm đối chứng là 48,3%. Ngoài nghiên cứu tomorrow thì có một nghiên cứu khác có rất nhiều pha, đó là Inpulsit 1 và Inpulsit 2. Thì trên cái sơ đồ đây chúng ta nhìn thấy là nhóm mà có dùng nitidanib thì cái sự mất đi của FVC là ít hơn rất là nhiều so với nhóm đối chứng cho cả Inpulsit 1 và Inpulsit 2. Thì nghiên cứu Inpulsit 1 và Inpulsit 2 đều ghi nhận rằng là sự suy giảm của FVC ở Inpulsit 1 là 48% và Inpulsit 2 là 55%. Và ở nghiên cứu Inpulsit 2 thì người ta thấy rằng là nó làm giảm, làm chậm cái sự xuất hiện của đợt cấp đầu tiên. Ở một cái phân tích gộp tomorrow và Inpulsit thì chúng ta thấy rằng này, thì chúng ta thấy rằng là nếu ta dùng nitidanib thì trong một năm thì chúng ta sẽ giữ được khoảng 110ml phổi còn lại cho người bệnh. Cứ trong một năm thì người bệnh sẽ đỡ mất đi khoảng 110ml phổi. Thế thì rõ ràng rằng là nitidanib đó là một thuốc chống sơ rất tốt và rất có hiệu quả làm giảm đi, cái làm chậm lại cái sự tiến trình của bệnh. Thế còn đối với đợt cấp thì sao? Thì chúng ta đều hiểu rằng là đợt cấp thì nguy cơ tử vong rất là cao. Ở mỗi một bệnh nhân có đợt cấp thì tỷ lệ tử vong trên 50%. Vậy thuốc này thì có tác dụng ở trên các đợt cấp hay không? Thì ở trên đợt cấp ở những nhóm mà có dùng nitidanib thì có cái tỷ lệ là khác biệt. Nhóm dùng nitidanib ạ, thì tỷ lệ là khác biệt so với nhóm không dùng nitidanib. Và không những chỉ là có thay đổi về đột cấp, về tiến triển bệnh thì người ta thấy rằng là cái chất lượng cuộc sống ở nhóm có dùng bệnh thì có dùng thuốc cũng tốt hơn nhiều so với nhóm không dùng thuốc. Và người ta cũng ghi nhận đồng nghĩa cùng song song với những việc đó thì người ta ghi nhận rằng là tỷ lệ tử vong ở những nhóm mà có được dùng nitidanib thì tốt hơn rất là nhiều so với nhóm không được điều trị. Và sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê. Thế thì khi mà bệnh nhân được chẩn đoán sơ phổi vô căn thì chúng ta nên điều trị như thế nào, vào thời điểm nào? Chúng ta nên điều trị ngay khi mà chức năng phổi còn rất là cao hay là chúng ta đợi đến khi mà bệnh nhân mất một phần phổi rồi chúng ta mới điều trị? Thì ở nghiên cứu này người ta chỉ ra rằng là nếu như mà chúng ta cứ mỗi một năm một bệnh nhân sơ phổi vô căn sẽ mất khoảng 200 đến 250ml FVC. Nếu chúng ta không điều trị, chúng ta để đợi chờ càng lâu thì cái nguy cơ tử vong của bệnh nhân, thời gian sống thêm của bệnh nhân càng ngắn lại và nguy cơ tử vong của bệnh nhân càng cao lên. Thì cái nghiên cứu này cho chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta điều trị càng muộn thì cái việc mà chúng ta mất phổi là càng nhiều và cái hiệu quả điều trị là càng thấp. Thế thì ở những cái nhóm mà bệnh nhân, ở cái nghiên cứu này thì chúng ta thấy rằng là ở những nhóm mà bệnh nhân được chẩn đoán từ, ở những bệnh nhân mà được chẩn đoán trong vòng một năm ấy ạ, đây ạ, ở những, chết rồi, xin lỗi ạ. Nó hơi chậm.
Thì ở cái nghiên cứu này chúng ta thấy rằng là ở những bệnh nhân mà được bắt đầu điều trị từ như là trong vòng một năm, và những nhóm bệnh nhân điều trị sau một năm sau khi được chẩn đoán nhá, thì rõ ràng rằng là cái FVC của bệnh nhân còn lại nhiều hơn, và thời gian sống thêm của bệnh nhân còn lại là cao hơn so với nhóm đối chứng ạ. Nghĩa là cái FVC của bệnh nhân còn lại là nhiều hơn 82,9% so với 75,8%, và cái thời gian sống thêm ạ ở cái nhóm mà được chẩn đoán và điều trị trong vòng một năm thì là cao hơn so với nhóm sau một năm. Thì những cái nghiên cứu vừa rồi chỉ ra rằng là chúng ta điều trị cho bệnh nhân càng sớm càng tốt khi mà cái chức năng phổi của bệnh nhân vẫn còn. Bởi vì xơ phổi vô căn là một cái bệnh mà khi mà đã xơ phổi rồi, những chức năng phổi đã mất đi rồi, không bao giờ lấy lại được. Nó không giống viêm phổi, không giống lao phổi, hay không giống những cái bệnh nhiễm trùng phổi khác. Là khi bệnh nhân khỏi thì cái toàn bộ cái chức năng phổi đấy được hồi phục. Còn những nhóm bệnh nhân này thì không bao giờ được hồi phục cả. Đây là một cái nghiên cứu cho những nhóm nghiên cứu mà khi mà bệnh nhân được điều trị FVC là dưới 90% và bệnh nhân được điều trị ở FVC trên 90%, thì chúng ta đều thấy rằng là ở cả hai nhóm này thì là cái FVC mà ở những nhóm mà bệnh nhân có được điều trị nintedanib thì được là cái mức độ suy giảm của nhóm mà được điều trị nintedanib thì tốt hơn rất là nhiều so với nhóm không được điều trị. Nhóm không được điều trị chúng ta sẽ mất độ khoảng 220ml phổi, còn nhóm chúng ta được điều trị thì sẽ mất độ khoảng 122 so với nhóm mà FVC dưới 90%, và nhóm FVC trên 90% thì chúng ta chỉ mất 91,5% thôi. Nghĩa rằng là chúng ta nhìn những con số ở đây, chúng ta thấy rằng là điều trị càng sớm thì hiệu quả càng tốt. Cái chức năng phổi mất đi mỗi một năm thì sẽ ít đi hơn rất là nhiều. Và người ta cũng tính ở những nhóm bệnh nhân mà ở ghép 2 với ghép 3 ấy, là những nhóm bệnh nhân giai đoạn nặng ấy, thì những nhóm này thì tiên lượng tử vong độ khoảng 50% từ năm thứ 2 và có thể nhiều hơn ở năm thứ 3, là nhóm ghép 2 và nhóm ghép 3 và nhóm ghép 1. Thì chúng ta thấy rằng là ở những nhóm mà có điều trị nintedanib thì đã làm giảm đi khoảng 50% tỷ lệ suy giảm ở bất kể giai đoạn nào của bệnh. Thế thì đây là cái nghiên cứu này đang nói về những cái nhóm bệnh nhân mà được điều trị giai đoạn sớm. Thế vậy những cái bệnh nhân mà được điều trị ở giai đoạn muộn, ví dụ như những bệnh nhân mà như cái bệnh nhân mà chúng mà được trình bày ở lúc ban đầu, hoặc là những bệnh nhân mà giai đoạn rất là muộn rồi, những bệnh nhân phải đang chờ ghép phổi, thì nó có hiệu quả hay không, hay là chúng ta sẽ không cho bệnh nhân điều trị thuốc chống xơ nữa? Thì đây là một nghiên cứu được thực hiện ở Ý, ở những bệnh nhân mà IPF mà đang ở trong danh sách chờ ghép phổi. Thì chúng ta ghi nhận thấy một cái nghiên cứu này rất là tuyệt vời, là ở chỗ những nhóm mà bệnh nhân được điều trị IPF vậy ạ, thì cái tỷ lệ mà xuất hiện đợt cấp chỉ có 5,3% so với 30% ở nhóm không điều trị mà chờ để được ghép phổi. Thứ hai là cái mức suy giảm FVC ở trong nhóm này là mất 190ml, nhưng ở cái nhóm không điều trị là 320ml. Thì chúng ta thấy rằng là cái sự suy giảm, nghĩa rằng là ở cái nhóm mà được điều trị thì chắc chắn nó sẽ giảm cho chúng ta xuất hiện các đợt cấp, và cũng giúp cho chúng ta là giảm mất đi những cái FVC ở phổi, kể cả với những bệnh nhân mà chức năng phổi còn rất là thấp và đang nằm ở trong giai đoạn chờ ghép phổi. Và cả kết quả khác nữa, thì những cái bệnh nhân này mà sau khi ghép phổi xong thì người ta thấy rằng là tỷ lệ truyền máu, tỷ lệ lành bệnh, tỷ lệ thải ghép, tỷ lệ nhồi máu cơ tim trước khi mổ phải chạy ECMO, thì ở nhóm mà có điều trị thuốc chống xơ ấy ạ, thì đều thấp hơn rất là nhiều so với những nhóm mà không điều trị thuốc chống xơ. Thế thì chúng ta, và kể cả những cái ví dụ như đây là sẹo gọi là hẹp, sẹo hẹp mà hẹp nối đấy ạ, hẹp miệng nối đấy ạ, và cái thải ghép cấp, thì ở nhóm mà có điều trị nintedanib thì đều thấp hơn với nhóm không điều trị. Thế thì rõ ràng là từ những nghiên cứu từ trước cho đến giờ thì cho chúng ta thấy rằng là nintedanib có hiệu quả ở những bệnh nhân ngay khi mà bệnh nhân được chẩn đoán, là điều trị càng sớm càng tốt. Nhưng tuy nhiên kể cả những bệnh nhân ở giai đoạn rất là muộn mà bệnh nhân đang chờ phải ghép phổi thì điều trị nintedanib vẫn có hiệu quả. Và tựu chung lại thì những cái kết quả này cho chúng ta được thông tin gì? Là ở những bệnh nhân mà có điều trị nintedanib, thời gian trung vị sống thêm là 8,5 năm so với 3,3 năm ở nhóm không điều trị.
một cái thuốc mà có thể giúp người bệnh được sống từ 3,3 năm đến 8,5 năm là rất có ý nghĩa, đúng không quý vị? Tuy nhiên, thế thì cũng không thể nào nói rằng là cái thuốc này nó tốt quá, từ nãy đến giờ thì nó rất tốt, rất nhiều điểm, nào là nó có tác dụng làm giảm tiến triển của bệnh, nào là làm hạn, làm chậm lại tiến triển của đợt cấp, rồi nào là giảm tỷ lệ tử vong, đó cũng sẽ phải có những nhược điểm nhất định. Thế thì cái nhược điểm hay gặp nhất của cái thuốc này đó là tiêu chảy. Bệnh nhân rất có rất nhiều các triệu chứng về tiêu hóa. Những triệu chứng tiêu hóa. Đây, cho mọi người có nghe này. Đấy là bệnh nhân nôn, bệnh nhân buồn nôn, bệnh nhân chướng bụng, bệnh nhân không muốn ăn. Các triệu chứng về tiêu hóa rất là nhiều. Và có những bệnh nhân là vì những triệu chứng tiêu hóa mà nó dạo không... tiến gì nhỉ? Thế thì là trong những cái trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ giải quyết làm sao ạ? Thì nitazenib thì đã được chỉ định là để điều trị sơ phổi vô căn và làm giảm tiến triển của bệnh. Thì cái này là cái đăng ký hướng dẫn thuốc ở Việt Nam ạ. Và liều dùng như thế nào ạ? Chúng ta sẽ dùng 2 viên mỗi ngày 150mg, chia làm 2 lần cách nhau mỗi 12 giờ và dùng với thức ăn. Và khi dùng với thức ăn thì chị đang cắm tai nghe, bây giờ chị bật lại rồi, tiếng nói bật thế nào? Thì nó sẽ làm giúp lại. Chúng ta làm giảm cái tác dụng phụ của thuốc ạ. Và khi mà những bệnh nhân mà có những cái rối loạn về tiêu hóa thì chúng ta sẽ dùng các thuốc điều trị chống tiêu chảy như một cái tiêu chảy thông thường. Và chúng ta, nếu như chúng ta đã dùng những cái thuốc chống tiêu chảy, thuốc chống nôn mà không cải thiện được thì chúng ta có thể điều chỉnh liều. Và việc điều chỉnh liều tạm dừng hoặc là giảm xuống liều 100mg một ngày thì không làm thay đổi về chất lượng điều trị cũng như hiệu quả điều trị ạ. Kết luận ạ, nitazenib nó là một cái chất ức chế thụ thể tăng trưởng có nguồn gốc tiểu cầu, yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi và yếu tố tăng trưởng nội mạc mạch máu. Và những yếu tố này là những yếu tố kích hoạt phát triển cái nguyên bào sợi và nguyên bào sợi sơ. Do vậy, nitazenib giúp làm chậm lại sự suy giảm FVC hàng năm, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm đợt cấp nhập viện và giảm tỷ lệ tử vong trên rất nhiều thử nghiệm lâm sàng trong suốt nhiều năm qua. Và nitazenib thì có dữ liệu an toàn và trong việc hiệu chỉnh liều theo tác dụng của thuốc, và khi mà điều chỉnh liều thì không ảnh hưởng đến chất đến cái kết quả điều trị. Phần thông tin còn lại thì tôi xin được gửi lại những cái lời khuyến cáo của các chuyên gia về mô kẽ hàng đầu trên toàn thế giới. Một là chẩn đoán sớm và bắt đầu điều trị sớm có tầm quan trọng quyết định kết quả của người bệnh mắc sơ phổi vô căn. Thứ hai là thuốc chống sơ nếu được điều trị sẽ giúp làm chậm tiến triển của bệnh và cải thiện các triệu chứng lâm sàng. Điều trị với nitazenib hoặc pirfenidone cho các bệnh nhân sơ phổi vô căn ở bất kể giai đoạn nào của bệnh thì đều có ý nghĩa. Và nên bắt đầu điều trị bằng thuốc chống sơ sớm ở bệnh nhân sơ phổi vô căn bất kể suy giảm mức độ chức năng phổi nào. Và nếu như các bạn có một cái bệnh nhân mà có tình trạng khó thở, ho khan kéo dài trên 6 tháng, có tổn thương phổi, cần nghĩ nhiều đến viêm phổi kẽ thì xin gửi đến cho chúng tôi. Xin cảm ơn.